thế giới lúc bấy giờ đã gần như lụi tàn khắp nơi chỉ toàn hoang mạc con người phải sống trên các thành phố di động nhưng những con quái vật nguy hiểm vẫn luôn rình rập tấn công họ nhưng phe con người cũng có những chiến binh cưỡi trên những chiến xa sẵn sàng lao vào nguy hiểm để chiến đấu với những con quái đó đừng hiểu nhầm đây không phải mê cha đâu con quái vật khổng lồ đang bắt đầu đẻ trứng ra ba người chiến binh được chọn lần này đã lao xuống để đối phó một người dùng dây kéo ngã nó ra sau một người nữa đã xông đến tung một quyền và người cuối cùng thì dùng kiếm chém nhưng con quái sau đó vẫn tự hồi phục lại được Cả nhóm đành tiếp tục chiến đấu và chật vật cả ngày thì con quái đó cũng hẹo. Và giờ ta gặp được nhân vật chính của chúng ta. phon cậu đang trên đường đến gia nhập vào một học viện quân sự ở trường này. Ta gặp được Nina, cô là đội trưởng của một đội nhưng một thành viên đã rời đi. Dù cô khá tức thành viên bỏ đi kia nhưng vẫn hy vọng là ngày nhập học mới này sẽ có thể tìm được ai đó thay thế. Cả nhóm của cô đã ra ngoài xem xét nhưng những người tiềm năng thì lại thuộc khoa khác hoặc là đã bị đội khác hốt mất. Cô vừa nhắm được một người và muốn tên chọc này đừng có động đến. Nhưng hắn cho rằng cô là đội yếu nhất ở trường thì lấy cái gì mà đòi cạnh tranh với người khác. Ngay lúc các học sinh khác đã chọn xong đội thì Phon mới tìm đến. Cậu được một cô gái ở tuần báo tìm đến chụp ảnh, nhưng bạn của cô đã đến và nhắc cô nhớ cô đang là học sinh mới như bao người nên bớt tự nhận là phóng viên. Nhưng đó là ước mơ mà cô muốn đạt được. Sẵn gặp nhau thì cô đã quyết định làm quen với Lefon. Cô sau đó giới thiệu bản thân là Mimi, hai cô bạn đây là Naki và May, cả ba định hỏi nơi Phon xuất thân thì đột nhiên gần đó có đánh nhau. Cả hai đều là người của khoa quân binh nên cảnh sát không thể làm gì được. Cả hai còn rút vũ khí ra đánh nên Mây đã định đi gọi ban giám hiệu, nhưng một tên đã lỡ đánh trúng cột trụ và khiến phần mái sập xuống. phon đã nhanh chóng lao đến cứu cô và bị cả trường để ý, cậu sau đó bị gọi đến gặp hội trưởng hội học sinh. Nina nghe tin cậu bị gọi lên gặp hội trưởng và có thể sẽ bị đuổi học nên Nina đã nhanh chóng chạy đến. Còn hội trưởng lúc này đã có thông tin về Layfon. cậu làm việc ở phòng máy móc và vừa học vừa làm để kiếm tiền trả học phí. Nếu cứ như vậy thì 6 năm học ở đây sẽ rất khổ nhưng cậu tự tin bản thân chịu được. Vậy nhưng anh ta quyết định chuyển cậu vào khoa quân binh và miễn học phí cho cậu. Cậu từ chối nhưng anh ta cần những học sinh tài năng như cậu ở khoa quân binh để củng cố quân lực cho thành phố này. Cậu sau đó bị ép thay đồ và rồi một lúc sau thì Nina tìm đến. Cô là người của trung đội 17 và đến đây để tuyển lây phon vào đội. Cậu vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì. Lúc rời xe bus, cô đã hẹn cậu ngày mai ở phòng tập. Cậu sau đó có gặp một cô gái đang chút giận vào một cái ống. Cậu nhận ra cô có lẽ là người đã kêu gọi để cậu cứu người lúc sáng cậu nhận thấy cô cũng là người của trung đội 17 và cô sau đó cứ thế ra về mà chẳng nói câu nào. Tối đó, mây liên tục tương tư về lây Phon và bị hai cô bạn trêu chọc, họ thấy ca tương tư có vẻ là hết cứu. Còn cô gái hồi chiều kia thì đã vô tình thấy anh trai mình dàn xếp với hai tên đánh nhau hồi sáng và tình cờ thay anh trai cô lại là hội trưởng. Còn layfon Phon thì ngủ và mơ về trận chiến với con quái to kia. Cậu chính là người bịt mặt đó và ho lúc đó đã nhận thấy con quái này cứ liên tục hồi phục nên đã quyết định tung toàn lực cùng một lúc. Người tóc xanh đã tạo lồng giam lại, Tóc trắng thì chặn từ phía trên còn lây phon thì chém đôi nó và để anh tóc xanh kia ép lồng lại. Nó dù bị cắt thành mảnh nhỏ nhưng vẫn cố hồi phục lại. Có điều lây đã lao đến và dứt điểm hoàn toàn nó. Trước đây hai thành phố đã có một cuộc thi cướp cờ. Nina cùng một người khác đã lẻn vào được căn cứ đối phương và đã sắp chạm được cờ. Nhưng người đi cùng cô đã kéo cô xuống vì địch đã gài bom ở gần cờ và chỉ vì sự chậm trễ đó mà cờ của phe Nina đã bị lấy mất. Từ đó cô đã hứa với lòng là sẽ không để thua một trận nào nữa. Sáng hôm sau cô chờ mãi chưa thấy lây đến. Ai nấy nghĩ cậu lạc đường và đúng lúc này thì cậu tìm đến, cậu muốn mở lời thì Nina đã giới thiệu cho cậu các thành viên bao gồm thiện xạ Sunny, kỹ sư Harley và cô gái tóc trắng có sức mạnh tâm linh tên là Feli. Leifon nói bản thân không thể tham gia, nhưng Nina lại muốn cậu đấu thử một trận. Harley đã đưa cậu mấy món vũ khí dùng cho tập luyện. Cậu đành rút kiếm ra và Nina đúng là không hề nương tay dù là với thành viên mới. Cậu vẫn đỡ được và sắp đánh trúng sơ hở của cô thì dừng lại. Thấy cậu khá thú vị nên cô đã dùng đến khả năng là có thể phát nội lực ra ngoài, Cô tung một đòn vào Layfon khiến cậu không đỡ được mà bị đánh bay rồi bất tỉnh. Nina cho rằng Layfon không hề yếu mà cậu có vẻ đã cố ý không đỡ đòn đó. Cậu sau đó được đưa vào y tế và không bị gì nghiêm trọng. Vừa tỉnh dậy thì Feli đã ở cạnh cậu. Cô nhận ra cậu cũng có nội lực nhưng đã che giấu đi, vì nội lực của cậu là dạng cường hóa cơ thể giúp hồi phục nhanh hơn. Cậu đã đi cùng cô và cô cho biết việc cậu bị chuyển sang khoa quân binh là do anh trai cô cố tình sắp xếp vụ đánh nhau kia để ép cậu cậu cũng đã ngờ ngợ đoán ra vị tay trái cậu dài hơn mà đồ này lại được may chuẩn theo số đo đó nên chắc chắn là có vấn đề. Cô cũng biết việc cậu có tính hướng đòn vừa rồi của Nina còn lý do thì cậu không nói. Cô khuyên cậu nên tiếp tục giả ngốc như vậy, nếu không sẽ giống như cô, cô có năng lực tâm linh rất mạnh và vì vậy nên hội trưởng đã ép cô vào khoa quân binh để cô dùng năng lực này phục vụ thành phố. Anh cô là kẻ rất xảo trá nên cậu cứ giả ngốc nếu không muốn bị anh ta lợi dụng. Cậu tối đó đã đến phòng máy móc để làm việc lau dọn và vô tình bắt gặp Nina ở đây cô không ngờ cậu sau khi dính đòn đấy mà giờ vẫn có thể đi làm việc cậu sau đó có hỏi lý do cô làm việc ở đây thì cô cho biết bản thân đã trốn nhà đi nên không có trợ cấp lây phon thì làm vì tiền bởi cậu là trẻ mồ côi cả hai sau đó đã ngồi lại và chia sẻ đồ ăn với nhau lây phon không biết hộp đồ ăn của cậu từ đâu ra lại ở ngay trước cửa nina nghĩ là ai đó đi quảng cáo nhưng hộp đồ ăn đó lại là từ cô bạn mây mà ra nina sau đó cho lây phon một cốc trà mà cô tự làm vì nước ở thành phố này khá dở cô thấy cuộc sống ở đây khiến họ như những con chim sống suốt đời ở trong lồng này Cô ghen tị với những con người được ngao du ngoài kia nên mới chọn tham gia vào trường này. Và việc cô làm bài sát hạch bị bố mẹ phát hiện nên cô đã trốn khỏi nhà và gia nhập khoa quân binh vì cô chỉ giỏi mỗi việc chiến đấu. Nói xong thì cả hai quay lại làm tiếp mà về nghỉ vì mai là cuộc thi giữa các trung đội. Cậu giờ mới biết nên xác định ngày mai là thiếu ngủ mà chiến đấu. Và sáng mai mặt cậu nhìn bơ phờ thật. Cô sau đó có đi chào hỏi đội của các đàn anh của trung đội 16 nhưng họ ra vẻ xem thường cô cùng cả đội nên. Cả nhóm quyết định sẽ phải giành chiến thắng vì nó ảnh hưởng đến vị trí của họ trong quân đội sau này. Họ sau đó đã bắt đầu ra sân và Sani cho biết người trọng tài ở đây chính là hôn phu của trưởng khoa quân binh tên là Van nên cũng là một nhân vật máu mặt. Hai đội sẽ chia ra một bên công một bên thủ, Van đã cho bắt đầu trận đấu và bên nào bị hạ hết hoặc bị cướp mất cờ là thua. Đội 16 đã cho người vây quanh cột cờ. Nina quyết định cô sẽ làm mồi nhử để dụ quân địch đuổi theo, cô cho Layfon tiến vào lãnh thổ địch và Sani thì cố mà hỗ trợ. Cô sau đó đã một mình thu hút được 3 4 tên địch và còn nhanh tay hạ một tên, nhưng Layfon lại cứ di chuyển trong khá đần. Văn gọi cho hội trưởng thông báo nhưng anh ta biết thừa mấy trò này với Layfon chỉ như trò trẻ con và cậu chỉ đang che giấu. Đội này toàn người rắc rối vì đội này toàn người không chịu phối hợp với nhau. Nina một mình bị quây còn Sani thì không hỗ trợ ai vì địch đứng quá sát đồng đội. Feli thì phân tích hướng di chuyển địch quá chậm. Cô sau đó đã bị đánh úp còn Layfon thì bị đánh bay xuống vách núi. Nina không muốn thua lần nữa còn Layfon thì cô trèo lên và không hiểu sao Nina cứ phải cố vì một trận đấu giao hữu. Cậu trèo lên thì thấy cô đang bị hành túi bụi cô vẫn gắng gượng và nhảy lên rồi lao xuống hạ đi một tên nhưng chỉ huy địch còn đấy và hắn đã liên tục ra đòn để dồn ép nina tiếng lòng của cô đã được phê gửi qua cho Layfon nên cậu quyết định tung sức mạnh ra và lao đến thổi bay hai tên chặn đường cậu ném lốc hất tên đội trưởng kia lên và lao lên chăn chối sau đó nhẹ nhàng lao đến hút cái cờ Harley chạy đến khen ngợi cậu và cậu thấy vũ khí của cậu đã hỏng do chịu sức ép quá lớn sunny đã chạy đến khen ngợi vì cậu giấu sức mạnh lâu giờ nhưng nina lại có vẻ không cảm kích lắm mà quay đi còn Feli thì lại đến và nói cậu là đồ phản bội sau trận đấu fan girl của Layfon tăng lên đáng kể nhưng cậu chẳng quan tâm lắm, còn hai cô gái vẫn không thèm nhìn mặt cậu. Nina và Sani sau đó đã đi tắm và Harley muốn họ báo cáo lại nếu vũ khí có vấn đề để cậu ta sửa. Còn Layfon lúc này chạm mặt hội trưởng và anh ta biết thân phận thật của cậu là một trong 12 người của hội kiếm thánh, nhưng cậu đã rời hội đó và vẫn làm việc ở phòng máy vì không muốn mắc nợ anh ta. Cậu không biết anh ta kiếm được thông tin về việc cậu hám tiền ở đâu nhưng nó là sai sự thật. Cậu sẽ không bao giờ chấp nhận để bị anh ta lợi dụng như cách anh ta đã làm với Philly cậu sau đó đã đến chỗ làm thì gặp lại Nina. Cậu đã xin được nói chuyện tử tế và cô giận vì cậu đã cố tình để thua cô lúc đấu tập. Cậu đã kể lại việc quê hương của cậu đầy rẫy nguy hiểm nên cậu luôn được huấn luyện để chiến đấu, nhưng cậu đã rời khỏi quê hương vì đã chán cuộc sống đi săn kia. Cậu đến đây và chỉ mong muốn được thay đổi cuộc sống, đột nhiên cả phòng máy dừng lại. Thành phố bắt đầu báo động và Nina đã chạy đi tìm tinh linh điện của thành phố này. Cô phát hiện một đám đang bắt cóc tinh linh điện, một thanh niên đã xuất hiện và ngay khi thấy Layfon thì thanh niên này đã đưa cả nhóm đến một không gian khác để đấu thanh niên này muốn tự đánh nhưng nina vẫn lao lên đấu nhưng cô đã lỡ nhìn vào mặt chúng và rồi bị đánh mất lý trí nên thanh niên kia quẹt một đường diệt sạch đám này thanh niên này trao trả tinh linh cho cô và rồi khiến cô ngất đi và trả cô về lại thế giới thực lây đã tìm được cô và gặp cả tinh linh điện ta sau đó được biết nina trước đây từng bắt gặp một kẻ bắt cóc tinh linh điện nên đã bám theo và cướp lại hắn bắn trả và khiên tinh linh chạy thoát còn nina thì treo leo trên tường thành cô bị hắn đẩy xuống thẳng bên dưới và khi tỉnh lại thì cô đã sắp hấp hối nhưng cô vẫn vui vì tinh linh điện còn an toàn đột nhiên một tinh linh trưởng thành đã đứng ra giúp cô tinh linh đó đã hy sinh mạng sống để cứu lấy nina và từ đó nina tin rằng yếu đuối là một tội lỗi Harley là bạn từ nhỏ của nina nên biết rõ cô đã rất cố gắng để có thể mạnh hơn cậu sau đó ra về và tạm biệt Harley. vừa định đi thì cậu bị mimi và cô bạn tóm lại mục đích là để mây đến cảm ơn cậu vì lần cứu mạng với cả việc mimi đã viết một bài báo về lây và cậu giờ đây đang rất nổi vì những chuyện cậu đã làm quá là đáng kinh ngạc mimi sau đó còn cho bắt chói Feli lại để phỏng vấn lúc ra về Layfon đã giải thích là ba cô gái đó không có ý xấu, nhưng cô muốn cậu đổi cách gọi cô vì cô không muốn bị gọi với những người khó ưa đáng ghét khác. Cô cũng có cách gọi tên cậu và cậu không thích cách cô gọi lắm nhưng cô dùng thêm mấy cái tên dở tệ hơn nên cậu đành chấp nhận cái ban đầu. Trong lúc đó, nếu hoàng ở đất nước mà Layfon từng sống đã nhận được tin là Layfon đang ở thành phố khác thì quyết định sẽ lập nên một kế hoạch. Ngày hôm sau, cả nhóm Layfon nhận thấy Feli hôm nay không đi tập và Nina thì vẫn cứ im lặng với Layfon. Sunny sau đó có hỏi Layfon rảnh không thì đi với cậu ta cậu ta dẫn Lay Phon đến quán ăn hầu gái và tình cờ thay khi Feli lại làm việc ở đây. Cô không nói gì ngoài hỏi cả hai chọn món và Sani cứ liên tục cười khiến lúc vào trong. Feli đã cay mà đạp tủ lạnh vì đáng ra cô không nên để lộ việc bản thân cần đi làm thêm cho Sani thấy và rồi nghe theo anh ta đi làm ở đây. Sani cũng biết không ổn nên đưa Lay Phon chuồn trước, cả hai trốn lên tầng thượng của tòa nhà đối diện và quan sát Feli. Cô lúc này vẫn đang làm và chủ quán muốn cô bộc lô cảm xúc thêm với khách hàng. Sani cho Layfon biết rằng trước giờ chưa từng có ai có thể khiến Feli cười bởi cô là một năng lực ra nên lượng thông tin trong đầu là rất lớn nên cô luôn tránh bộc lộ cảm xúc để tránh việc thông tin bị buột miệng nói ra vì kìm nén cảm xúc nên cô trông khá vô cảm nhưng vì cô khá nổi nên có một bức hình cô cười thì sẽ đáng cả gia tài chủ quán lúc này đã quyết định sẽ cho phê ly mặc đồ hầu gái màu đen vì để cô theo hình tượng hầu gái lạnh lùng hút khách hơn và chủ quán đã có tác dụng cô phát hiện hai thanh niên đang chụp chụp trên kia đã vậy anh trai cô còn cải trang mò đến đây nên cô sút cái rồi bỏ vào trong và hội trưởng đây có vẻ là một tên xít con Cô sau đó ra ngoài nhắm vào Sunny và phá hư máy ảnh của cậu ta. Cô đòi thẻ nhớ và phá luôn rồi cấm lây sau này đi làm mấy trò bựa bựa cùng Sunny. Cậu đã đuổi theo cô và hỏi lý do cô đi làm thêm thì cô đang muốn chứng tỏ với gia đình rằng cô có nhiều con đường để đi ngoài trở thành năng lực ra. Cô sau đó có đi ăn thì vô tình nghe được nhóm Mimi đang kiếm được việc làm thêm nên cô đã xin tham gia. Họ tối đó đã vào một khu thí nghiệm bị bỏ hoang suốt 30 năm nay và Mimi muốn thám hiểm hết khu này để có tư liệu viết báo và cũng để xem vụ ma cỏ mà người ta đồn đại thực hư ra sao. Cả ba cô gái nghĩ Feli không thích vụ này nhưng cô vẫn ổn nên họ tiếp tục khám phá. Hai cô bạn thắc mắc Mây cầm theo hộp đồ ăn làm gì thì cô định để cả nhóm cùng ăn. Lúc đến phòng trống thì Mimi đã chạy đi chụp còn ba cô gái thì ngồi lại trò chuyện. Naki cho biết Mimi rất muốn làm nhà báo nên hơi quá khích. Cô thì muốn làm cảnh sát và cũng đã nộp đơn ứng tuyển. Một sinh vật gì đó đã để ý tới Mimi nên đã tìm cách bám lấy cô. Đột nhiên đám bạn bên này nghe tiếng hét từ Mimi nên đã chạy đi. Cả ba tìm thấy máy ảnh của cô và đột nhiên từ góc tối sinh vật đó đã phóng xúc tu ra kéo hai cô gái nữa đi. Văn đã chạy đến cứu Feli và đưa cô đi. Anh ta đến đây là để điều tra về nơi này, vì nơi này từng cố tạo ra một con quái thú để chống lại những quái thú khác nhưng đã thất bại và bị đóng cửa. Anh ta đã từng vào đây một lần trước đây nhưng không tìm thấy được gì. Feli cho biết là con quái đã bắt mất ba người khác. Văn muốn cô dùng năng lực để tìm họ. Cô đã thử và tìm được vị trí. Ba cô gái thì đều đã bất tỉnh, cả hai xuống dưới tìm cách cứu người thì lại chạm mặt con quái. Van đã lao đến chiến đấu còn Feli đã cho những cánh hoa đi đến chỗ Layfon và Nina để gọi cả hai đến. Van lúc này đã đánh không lại con quái nên Feli đã thu hút quái chạy đi. Nó đã chặn đầu cô thì bị cô thả cho một tảng đá vào đầu và rồi để Van xử nốt. Ba cô gái được cứu ra thì Van đã lừa họ là hít chúng hóa chất ở trong kia mà bất tỉnh. Layfon và Nina giờ mới đến và mừng khi Feli an toàn. Van đã về gặp lại hội trưởng và biết được anh ta không hề có mong muốn lợi dụng năng lực của Feli mà chỉ muốn đưa cô vào khoa quân binh để có thể dễ dàng giám sát. Vì cô luôn muốn chứng tỏ bản thân bằng cách làm việc gì đó và kiểu gì cũng sẽ tự làm bản thân bị thương. Còn về việc đám quái nhân tạo kia đột nhiên biến mất và giờ xuất hiện lại thì cũng đáng lưu tâm. Còn Layfon lúc này đã đứng tâm sự với Feli, cậu tin là cô đã tìm được con đường cho mình. Cô lúc này đã có thể cười mỉm và bị Layfon bắt gặp được cảnh này. Ngày hôm sau, Layfon cứ nhớ về thời gian luyện tập năm xưa. Cậu đã bị Nina nhắc nhở vì ngẩn ra ngay giữa buổi tập. Sau buổi tập, cô thông báo ngày mai cả nhóm sẽ được nghỉ vì có đội khác thi đấu ai nấy đều có hẹn của riêng mình nên đã ra về. Nina không biết cậu đã gặp chuyện gì ở quá khứ nhưng cậu đừng để nó ảnh hưởng đến bản thân cậu ở hiện tại. Và cô cần cậu để chiến thắng. Cậu sau đó ra về thì bị Feli sút cho một cú vì ngần ngơ chỉ vì câu nói vừa rồi của Nina. Cả hai sau đó cùng nhau ra về và mây định chờ để hẹn với Layfon nhưng cậu lại đang đi chung với Feli. Hai cô bạn lại nhảy ra và thấy mây nên cố chủ động nắm lấy cơ hội nếu không Layfon sẽ bị người khác lấy mất. Cụ thể ở đây là Feli vì ngày mai là ngày nghỉ nên đó sẽ là một cơ hội tốt. Ngày hôm sau, Mây đã đến điểm hẹn gặp Layfon và nói là hai cô bạn đã bận đi xem trận đấu kia. Cô khá là ngại ngùng nên chẳng thể chủ động để dẫn cậu đi đến những nơi cô thích nên đành theo cậu đến quán ăn hầu gái kia. Bình thường nơi này khá đông nhưng có vẻ là vì trận đấu nên mới vắng như này. Nina lúc này đã đến trận đấu và nhận thấy Layfon không đến thật. Cậu đã cùng Mây ăn nốt đĩa mì thì cùng nhau ra hồ ngắm cảnh. Cô lấy ra hộp bánh tự làm cho Layfon ăn. Dù không thích lắm nhưng cậu vẫn ăn cho cô vui. Cậu thấy ghen tị với cô vì cô có sẵn mục tiêu và con đường để bước đi là trở thành thợ làm bánh còn cậu giờ vẫn mông lung chưa biết bản thân muốn làm gì đột nhiên cả thành phố gặp rung chấn và đám quái thú sâu bọ đã chui từ dưới lòng đất lên và ồ ạt nhắm đến tấn công thành phố hội trưởng đã tập hợp mọi người lại thành phố chỉ chống được quái ở trên mặt đất còn họ thì hẳn là đã đi vào khu vực tổ của đám ấu trùng con mẹ hẳn là đang còn ở dưới lòng đất hội trưởng đã cho rút hết chốt an toàn trên vũ khí và chuẩn bị để chiến đấu bảo vệ thành phố nina đã lên đường ra trận thì gặp lây cậu muốn họ trốn đi vì đấu với quái không hề giống với đấu tập đám quái rất đáng sợ và họ còn thiếu kinh nghiệm chiến đấu thì sẽ bỏ mạng vô ích. Nhưng cô cho rằng họ có sức mạnh là để chiến đấu và cậu là người có sức mạnh rất lớn mà lại không chịu đi bảo vệ thành phố và người dân. Cô sau đó đã cùng quân binh ra đến rìa thành phố để bắn hạ lũ bọ nhưng đạn thường là không ăn thua với chúng nên Nina đã phải rút vũ khí ra và chúng vẫn quá cứng khiến Nina chẳng thể làm gì. phon lúc này đi giữa đường thì đã tìm ra được mục tiêu để chiến đấu. Cậu sau đó đã đến tìm Harley và nhờ cậu ta nâng cấp cho cậu một loại vũ khí cậu sau đó lại đi tìm Feli và nhờ cô tìm ra vị trí của con mẹ vì cậu muốn bảo vệ mọi người nơi đây. Nina lúc này đã bị đám ấu trùng đẩy lùi, những người khác đã chạy đi mất, cô sắp bị lũ ấu trùng sơi thì Layfon đã đến. Cậu dùng vũ khí dạng dây và cắt xuyên hàng loạt ấu trùng, cậu muốn Nina lui lại để cậu tự đánh, cậu sau đó đã nhảy ra khỏi thành phố và xuống dưới tìm con ấu trùng me. Cậu đã đổi sang kiếm và dùng nội lực để tăng uy lực nhát chém lên, cậu giờ đã đã tìm ra mục tiêu để chiến đấu. Và việc con mẹ chết thì đám ấu trùng cũng tự ngừng hoạt động. Sáng hôm sau, Layfon đã trở về và gặp lại Nina. Cô thấy cậu cũng liều khi ra ngoài mà không mặc đồ bảo hộ, cậu sau đó kiệt sức mà gục ngay trên người cô. Những ngày sau đó, đội 17 của Nina lại có một trận đấu với đội 14 và nhờ Layfon nên trận đấu gần như áp đảo, nhưng Nina lại không vui mà tức giận, vì nhóm kia cho rằng cô đang quá ỷ lại vào Layfon. Mây lúc này vô tình tìm được thư của Layfon và người gửi tên là Lilin. Cô định đọc thì bị hai cô bạn phát hiện nên tính giấu đi, nhưng kết quả là họ đè ra cướp, họ phát hiện đây là thư từ quê nhà của Layfon đó là nơi đào tạo ra nhiều quân binh nhất. Họ giờ mới biết được thêm một vài điều về Layfon vì cậu gần như chẳng kể gì về quá khứ của bản thân cho bất kỳ ai. Trong lúc đó Layfon đang cùng Harley làm vài thí nghiệm. Harley thấy Layfon không thích để ý công lao vì rõ ràng công lao diệt bọ lần trước là của họ nhưng lại được chia đều ra cho quân binh. Layfon cũng chẳng ham mấy cái đó nên cứ kệ. Sunny sau đó tìm đến để thử hai khẩu súng ngắn. Cậu ta thấy vai trò bắn tỉa này trong thực chiến và giao đấu chẳng ăn thua lắm nên xài súng tầm gần này có tác dụng hơn. Layfon có hỏi về trung đội mà Sani từng ở thì anh ta đã rời từ một năm trước. Mấy lúc này cố đến trả thư nhưng lại ngại không dám vào. Cô loay hoài ngoài này một lúc và sắp có động lực thì Feli lại đến khiến cô ngại mà chạy đi luôn và để rơi thư ở đây. Cô đã vào trong nhưng cô lại không trả thư cho Layfon mà giữ luôn. Cô không biết cả nhóm định luyện tập gì ở đây thì đột nhiên Nina đến cho biết họ được tự do luyện tập và giờ thì giải tán. Lúc ra về, Layfon đã về cùng Feli thì cậu thấy lạ. Cô nghĩ cậu nhận ra vụ bức thư nhưng cậu nói là về Nina. Feli nghĩ là Nina có lý do, Cô sau đó có gọi Layfon về nhà cô ăn vì anh trai cô muốn gặp cậu có chuyện quan trọng. Lúc về đến nhà, Feli đã đi nấu ăn và Layfon thấy không ổn nên đã vào xem thử và nấu phụ cô. Cậu và mọi người đều được dạy nấu ăn ở trại mồ côi và cô nghĩ cậu cùng nhiều cô gái khác hẳn là cũng hay nấu ăn chung. Cô định sút thì nhận ra là cậu đang cầm dao nên thôi. Lúc ăn, hội trưởng có khen Layfon khiến Feli lại dẫm vào chân cậu. Ăn xong thì hội trưởng mới vào vấn đề chính, anh ta cho biết là cảnh sát trưởng đã cho anh ta thấy một thứ đáng lo ngại. Ba cô bạn lúc này vẫn đang đi tìm thư và Naki quyết định sẽ giúp May đi nói thẳng với Layfon vì cô cũng còn việc cần nói với cậu. Còn hội trưởng lúc này đã cho cậu xem ảnh về thứ mà họ sắp gặp phải ở trên tuyến đường mà thành phố đi qua, cậu nhận ra đây là một cái bọc của quái thú và có vẻ họ sắp phải chiến đấu. Feli biết anh trai lại định lợi dụng Layfon nhưng đây là anh ta đang thỉnh cầu, anh muốn cậu giúp để bảo vệ sự yên bình cho thành phố này vì gần đây quái liên tục xuất hiện. Cậu sau đó về nhà thì nhớ lại việc cái bọc đó chứng tỏ con quái làm ra thứ đó đã trưởng thành và qua giai đoạn sinh sản và nếu cái bọc nở thì sẽ là một mối nguy hiểm. Về đến ký túc, cậu gặp Naki và cô có việc cần nhờ cậu. Cô có hỏi về việc cậu có nhận được kiện hàng nào không thì cậu không có, còn về việc cô muốn nhờ là nhờ cậu giúp cho cảnh sát thành phố. Vì sĩ quan cấp cao biết cô quen với Layfon nên muốn nhờ cậu làm sĩ quan tạm thời. Sáng hôm sau, May đã đến tìm Feli và cứ ấp úng nên cô nói luôn là nếu hỏi vụ bức thư thì cô đã giao cho Layfon. Cậu hôm nay lại luyện tập và Nina dù cố ra sao thì điểm của cô vẫn không qua được Layfon. Lúc về phòng thay đồ, Feli đã lén để thư dưới ba lô của Layfon và sau đó rời đi khi cả nhóm vừa vào. Layfon định tập thì Nina cho cậu nghỉ, cậu sau đó lấy ba lô về mà không để ý đến lá thư và nó lại vào tay của Nina. Chiều hôm đó, Layfon đã đến sở cảnh sát và thanh tra trưởng đã nhờ cậu giúp và Naki sẽ phổ biến chi tiết hơn cho cậu. Cậu sau đó đã được dẫn đến hiện trường để việc bắt vài tên tội phạm bị nghi ngờ là đang thăm dò thành phố này. Naki vẫn thấy hơi có lỗi khi đùn đẩy cho Layfon nhiều việc như này, nhưng cậu chỉ muốn giúp được mọi việc có thể. Những tên tội phạm sau đó đã cho nổ bom để tẩu thoát thì bị Layfon lao xuống úp sọt, cậu sau đó đã được thanh tra trưởng cảm ơn. Đám tù nhân kia sẽ bị trục xuất còn anh ta sẽ đem bán đống chip này vì giờ cũng chẳng trả lại được nên xem như là làm giàu thêm cho thành phố. Naki đã làm tốt nên sắp tới sẽ có giấy tuyển dụng gửi về, cô sau đó có trò chuyện với Layfon về thanh tra trưởng. Cô nghi ngờ hành vi bán chip của ông nhưng cậu thấy ông có vẻ chỉ là người thẳng thắn nên mới nói ra quan điểm của bản thân và không nghĩ nó là xấu. Đêm đó, Tinh Linh điện lại trốn đi gặp Nina, nó thấy bức thư cô đang giữ nên lấy ra nghịch, cô đã hứa với Tinh Linh rằng bản thân sẽ mạnh hơn. Sáng hôm sau, cô đến ký túc nam để trả thư cho Layfon vì tối qua cậu nghỉ làm mà không báo trước. Cậu sau đó cũng được Harley gọi đến phòng tập có việc, cậu ta đã làm cho Layfon một cây kiếm mới to hơn và có thể chịu được nội lực khủng khiếp mà cậu sở hữu cậu vung thử vài đòn thì gió bay tứ tung và Feli vừa làm tóc xong đã bị dối. Harley sau đó đã về lớp và vụ con quái cả thành phố sắp đối mặt tuyệt đối không được nói ra cho ai khác. Sunny có để ý thấy nên định dụ Harley nói ra nhưng cậu ta cũng khá biết giữ miệng. Layfon sau đó bị Feli dẫm vì cậu cố ý nhận vụ này và để bị anh trai cô lợi dụng. Nhưng cậu xem đây là nghĩa vụ bảo vệ người dân của cậu. Cậu sau đó đi tập luyện và đấu tập với Naki. Cô giờ mới hiểu lý do không ai dám tập trung với cậu và cậu cũng nên bỏ tay ra được rồi cậu giật mình xin lỗi khiến cô nghĩ của bản thân hơi nhỏ đến mức không cảm nhận được cả hai cũng thấy nina tập khá nghiêm túc và không có tí sơ hở nào naki cũng nhớ là có vài lần thấy nina đi đâu đó giữa đêm cậu và ba cô gái tối đó đã dinh ở ga tàu và phát hiện nina chưa chịu về nhà cả bốn đã bắt chuyến sau đó và đi theo họ đã phát hiện nina ra ngoài rìa thành phố để luyện tập tiếp ai nấy biết cô sẽ chỉ tự làm bản thân kiệt sức naki hiểu phần nào lý do nina cố gắng như vậy vì cũng như lúc cô và lay làm việc cậu quá mạnh khiến những người bên cạnh có cảm giác như bản thân vô dụng và còn ghen tị với cậu khoa quân binh thì ai cũng phải cố để mạnh lên và một đội trưởng như nina phải thật mạnh nếu như muốn giữ vững vị trí đột nhiên cô ngất xỉu ngay tại đó nên cả nhóm phải đưa cô về bệnh viện bác sĩ sau đó đã châm cứu để đả thông kinh mạch và cho biết là không có gì nghiêm trọng cả Leifon và Harley sau đó có gặp Feli và cô đã đưa ra thứ mà do thám đã đưa về sáng nay. Rằng ngày mai họ sẽ chính thức chạm mặt quái vật. Harley đã về chuẩn bị trước còn Nina giờ cũng đã tỉnh cô nhận ra bản thân đã gục và thấy tự thảm hại bản thân cô sau đó đã nói ra điều bản thân đang nghĩ rằng cậu quá mạnh cô cảm thấy dù cả đội đã mạnh lên thì cũng không ai chấp nhận cậu cho rằng cô vẫn chưa học được cách điều khiển tốt nội lực vì vẫn còn động tác thừa còn cậu thì lại không giỏi làm việc với đồng đội nên cậu xin cô hãy giúp cậu và cả nhóm phối hợp với nhau và rồi trở thành trung đội mạnh nhất chiều hôm đó cậu đã lên đường và đến tối thì đã đến được chỗ cái bọc quái thú nó vẫn chưa nở nhưng nếu để đến lúc nở thì nó sẽ thật sự trưởng thành cậu định phá nhân lúc chưa nở thì đột nhiên cái kén nứt ra cậu buộc phải chiến đấu vì nó rõ ràng là đã cố tình chờ ở đây cậu đổi sang dạng dây chói và bắt đầu giao chiến còn sani lúc này đã đến viện và dùng gậy điện đe dọa hali cậu ta muốn biết hali và feli đang âm thầm làm gì đó với lây cậu lúc này đang chật vật để chiến đấu với con quái cậu không thể chém xuyên được nó vì quá cứng chật vật một lúc cậu mới lấy được cánh nó nên feli muốn cậu về vì thành phố đã đổi hướng cậu không thể vì con này biết bay và sẽ sớm bắt kịp cậu quyết định đánh tiếp để nó không thể hồi phục cậu chém được xuyên ra nó thì bị nó đập vào núi đá và sức lực của cậu đã cạn đúng lúc này thì nina và sani tìm đến cả hai có thể đưa cậu về nhưng cậu muốn đánh tiếp vì đã tạo được ra điểm yếu của con quái cả nhóm quyết định sẽ giúp cậu họ sau đó phải tìm chỗ nào đó để lùa nó vào feli cho biết gần đó có một hẻm núi nên cả nhóm đã đến đó gài bẫy sani cứ liên tục bắn để dụ nó đi theo vừa lúc lao xe qua hẻm núi thì con quái đã rơi xuống dưới và sani bắn nổ bom để đá đè lên nó nina đã đứng dưới kia để dụ nó đến đúng chỗ đá và rồi đổ chỗ cho lây cậu lao xuống đâm vào đầu và kết liễu được nó. Feli thì đã gục vì dùng sức mạnh quá sức và được Harley đỡ lấy. Nhóm Layfon giờ thì lại bị hỏng xe nên chưa về được. Layfon cho rằng Nina đã giúp cả nhóm hợp tác với nhau nên cô cứ tiếp tục làm đội trưởng của họ. Cả ba sau đó được cả thành phố đến đón và cùng trở về. Ta lúc này gặp được Lilin. Cô chính là người bạn đã gửi thư cho Layfon và cũng đã nhận được hồi âm từ cậu. Đúng lúc này thì anh tóc trắng từng chiến đấu với Layfon tìm đến. Anh ta đang đùa giỡn với Lilin một tí thì bị ông tóc xanh kia dịch chuyển lên nóc nhà cô nhận ra cả hai là người của hội kiếm thánh, Sava và Linten. Trong lúc đó, Layfon và cả nhóm lại có một buổi đấu tập. Được cái là giờ ai cũng phối hợp tốt với nhau, nhưng hội trưởng tin là họ còn có thể tốt hơn bây giờ. Layfon vô tình chạm mặt đội trưởng phe địch là lúc. Người này cũng là em trai của kiếm thánh Sava và cả hai đặc biệt là không ưa nhau. Lúc đã ném hàng đống chiêu về phía Layfon nhưng cậu vẫn né được. Đột nhiên một người nữa của đội lúc tìm đến. Cô nhóc này là Sante và đáng ra phải là người canh cờ nhưng lại chạy đến đây. Cô nhóc cho rằng chỉ cần hạ được Layfon là khỏi cần canh. Cậu đã dùng chiêu và tạo ra ảo ảnh, nhưng cả hai đều có thể nhìn ra được bản thật mà tấn công. Có điều cơ của cả đội kia đã bị Nina hốt mất. Layfon cố tỏ ra tôn trọng lúc vì dù gì cũng là đồng hương nhưng mối thâm thù từ xưa thì vẫn còn đó. Tối đó cả nhóm Phon và ba cô bạn đã đi tiệc tùng để ăn mừng chiến thắng. Sani cho rằng việc bản thân đánh được cận chiến bằng súng ngắn đã mở ra bao nhiêu chiến thuật cho đội. Và trong hôm nay thì Nina thừa nhận là Sani đã làm tốt và nhờ đó họ gần như chẳng còn ỉ lại vào Layfon nữa cậu ở bữa tiệc thì lại có vẻ trầm tư. Naki muốn mây nhân cơ hội tiến tới nhưng cô lại nhút nhát không dám. Feli đứng ở ngoài hóng gió thì bắt gặp Lúc và Sante. Sante với bản tính trẻ trâu cho rằng trung đội 17 toàn kẻ hèn nhát. Feli chưa hiểu lắm nên nhỏ đã bỏ đi. Đêm đó, Leifon gặp lại Nina ở chỗ làm và thấy cô có vẻ vui. Cô vừa nghĩ ra được kế hoạch tác chiến mới và cũng thấy vui vì cả đội đã trưởng thành và mạnh lên. Hai năm trước, hai thành phố đã có đấu một trận để giành quyền kiểm soát khu mỏ cung cấp năng lượng cho thành phố. Lúc đó cô đã gần thắng nhưng vì không hợp tác với đồng đội nên đã để thua. Thấy đối thủ vui mừng khi cùng nhau chiến thắng thì cô đã hy vọng ngày nào đó cũng sẽ được như vậy và giờ nó đang dần diễn ra. Nhưng cậu không thấy vui vì cậu cho rằng chẳng có gì tốt khi xảy ra một cuộc chiến. Đột nhiên có người đến gọi cả hai đi gặp hội trưởng. Lúc đến nơi thì Lúc và Sante cũng đang ở đây. Và lần này không phải về quái thú mà là về một thành phố khác. Ta gặp lại Lilin, cô được cho là đang bị nhắm đến nên hai kiếm thánh sẽ bảo vệ cô. Cô gặp lại cô bạn là Nola và kể cho chị ta nghe về việc cô đang gặp phải và cô tin vì Sava nói việc này ảnh hưởng đến Layfon. Lúc Lee Lin ra về thì Sava mới ló mặt ra và ta biết Nola thực ra là nữ hoàng. Quay lại bên Layfon, ai nấy đều đang chuẩn bị đồ vì ba ngày nữa họ sẽ đến được một thành phố đang bị quái thú tấn công. Harley thì cho Layfon biết cậu ta đang cố phát triển một thứ vũ khí tiên tiến hơn cho Layfon và giờ vẫn đang trong quá trình nghiên cứu. Feli muốn biết lý do họ phải đi cùng đội của lúc thì hội trưởng có cho biết là hai đội đang thiếu người nên bù vào cho nhau cả nhóm sau đó đã chuẩn bị xong nên sẵn sàng lên đường. Nina đã nói Sani sang đi chung với Feli và để cô có thêm thời gian trò chuyện với Layfon, đi trên đường. Sante vẫn tìm cách đánh lén Layfon nhưng lúc muốn nhỏ bỏ cái ý định đó vì kiếm thánh không yếu đến mức để bị đánh lén dễ như vậy. Còn Nina thì muốn biết về suy nghĩ chiến thắng là vô nghĩa của Layfon, nhưng cậu muốn để sau rồi nói. Lúc đến thành phố kia, nơi này đã gần như đổ nát. Hai đội đã chia ra, Layfon đã cùng Feli vào trước để kiểm tra. Lúc hai người còn lại vào theo thì Feli cho biết không có dấu hiệu sự sống và không khí còn thở được. Lúc vào thành phố thì nơi này đã bị tàn phá và đầy xác quái, nhưng con người vẫn không thấy ai. Cả nhóm đi tìm thử ở mấy nơi trú ẩn. Nina nhận ra đây là thành phố đã đấu với họ hai năm trước, nhưng chẳng phải là họ đã có một mỏ năng lượng để chiến đấu hay sao? Leifon cho biết lý do cậu nói chiến thắng chẳng có ý nghĩa gì là vì dù có khoáng sản giàu đến đâu thì cũng chẳng chống lại được một đàn quái thú. Cô đã chạy đi xem cột cờ mà cô từng cố giành lấy năm xưa và nó vẫn còn đó. Cô hỏi chiến thắng với Layfon là gì thì cậu chỉ cần giết được quái thú và bảo vệ mọi người quan trọng với cậu, đó là chiến thắng. Đột nhiên xác quái rơi xuống nên cậu đã đưa cô tránh ra. Lúc và Sante xuất hiện và anh ta cho rằng cậu là kẻ đã đi theo cái chiến thắng đó và sống dù đã làm như nhuốc cái danh kiếm thánh. Lý do cậu làm như nhuốc là vì cậu từng tham gia đấu trường ngầm để kiếm tiền, từ đó làm ô danh kiếm thánh. Ta gặp lại Lilin. Cô vẫn vui vẻ sống như chưa hề biết việc bản thân đang bị nhắm đến. Cô vẫn chọn tin Layfon và chờ cậu chứng minh việc cậu không hề làm ô danh kiếm thánh mà đó là một sự hiểu lầm cô đã gặp lại cha. Người đã nuôi nấng cô và Layfon ở trại trẻ mồ côi, Lilin thì nghỉ việc vì vụ của Layfon còn cha thì rời trại trẻ cũng vì cậu. Đột nhiên cha cảm nhận được gì đó nên rút kiếm ra, nhưng kẻ cha cảm nhận được đã lướt qua khá nhanh. Kẻ đó vừa giống và cũng vừa không giống người. Quay lại bên kia, lúc đã đến gặp Nina và cô nghĩ anh ta ghét Layfon chỉ vì cậu làm mấy hành động trong thế giới ngầm nhưng anh ta ghét cậu là vì thù hằn cá nhân. Cậu từng khiến cấp trên đáng kính của anh ta trọng thương đến mức không thể phục hồi chỉ vì người đó biết về việc cậu tham gia đấu trường ngầm, cô quyết định đến tìm Layfon. Cậu lúc này đang cùng những người khác đến phòng máy điều tra tung tích vì chẳng thấy ai còn sống hay xác của người nào chết. Nina đã đến gọi cậu đi hỏi chuyện, còn bên quê nhà, Sava và Lin Ten lại tìm được một xác chết và kẻ mà cả hai săn đuổi chính là kẻ từng ở trong đội kiếm thánh, nhưng kẻ này đã bị biến chất. Lilin tối đó định viết thư cho Leifon thì Nola lại mò vào phòng cô. Nola định trêu ghẹo cô thì có một luồng gió lớn thổi vào, cô đã che chở cho Lilin thì đột nhiên Lilin lại chạy đi. Cô nhớ về ngày cô và cha chất vấn vì hành động của Leifon còn cậu đã nói ra lý do bản thân tham gia đấu trường là vì tiền cậu cần tiền để chăm lo cho mọi người ở trại mồ côi cậu thừa nhận chuyện lúc nói là đúng nhưng để tồn tại thì cậu sẵn sàng làm mọi việc lilin lúc này đã đến nhà của cha thì ông đang chiến đấu với một tên quái vật tên này chính là một đối thủ năm xưa ở đấu trường bị lây phon chém đứt một tay hắn đã thành quái vật và vẫn ôm hận với cậu cha đã cố chiến đấu với hắn nhưng hắn đã gầm lên lên một tiếng buộc ông phải đứng ra chắn cho lilin sau chiêu đó thì ông cũng gục nhưng nola đã cho thần thú đến đuổi tên kia đi cô cũng cho Lily ngủ đi và phái người đuổi theo. Tên kia thì đã xa vào lưới của Sava, anh ta siết chặt hắn và thấy hắn có vẻ cam thủ lây phon ra phết. Sava đùa giỡn với hắn một chút rồi sau đó kết liễu hắn ngay tức khắc. Trong lúc đó, lúc phát hiện vài kẻ đang nghi ở trong trại, đột nhiên Sante chạy đến tấn công anh ta và có vẻ cô nhóc đã bị mất lý trí, nhưng đánh một lúc thì nhỏ tự nhảy và đập đầu vào tường bất tỉnh. Quay lại với Layfon, Feli đã đến tìm cậu để hỏi về vài thứ. Cô muốn biết cậu đang giấu điều gì, cậu không nói rõ ra mà chỉ cho rằng bản thân có khi đã làm sai gì đó. Đột nhiên Nina tìm đến và cô cho rằng cô không thể hiểu được những suy nghĩ của cậu nên có khi cả hai không nên ở chung một đội. Sáng hôm sau, Feli phát hiện có một sinh vật nào đó ở trong thành phố. Cô không thể xác định được rõ nên lúc muốn đi kiểm tra. Leifon ngăn cấm vì lo sợ đó là một sinh vật đột biến nguy hiểm nên muốn Feli dùng ngoại cảm kiểm tra lại. Nhưng Nina lại chọn nghe theo lúc và đi xem thử. Họ sau đó đã đến nơi có tín hiệu và di chuyển xuống dưới. Lúc ở bên dưới, Feli cứ bị Sante chọc quê nên cũng muốn được Layfon cõng để dằn mặt. Cô sau đó có hỏi Layfon đã nói chuyện lại với Nina chưa thì cậu vẫn không thể vì lời Nina nói đều là thật. Và tội danh của cậu đều là thật nên cậu chẳng thể nào lấp liếm được, nhưng cậu vẫn cho rằng hành động của bản thân là để sống. Cậu nhớ lại kẻ năm xưa đã dùng bằng chứng đe dọa cậu, tên đó chính là tên đã đe dọa cậu phải giao lại thánh kiếm cho hắn và hắn cũng là kẻ mà lúc xem trọng kia. Lilin lúc này đã nhớ ra việc tên đã tấn công cha lúc nãy chính là kẻ đã từng thách đấu Layfon trước đây. Cậu lúc này đã kể lại chuyện đó cho Feli và lý do cậu bị trục xuất là vì nữ hoàng không muốn người dân nghĩ những người có năng lực sẽ là mối đe dọa đến họ. Do đó cậu bị đuổi là để nhà nước còn kiểm soát được người dân chứ không phải vì tội lỗi hay về vụ đấu trường ngầm. Cả hai sau đó được Lina gọi đến và thấy một đống mộ ở đây. Feli cảm nhận được tín hiệu sự sống đó ở bên dưới nên Layfon đã đi trước, ba người kia cũng đi và để Feli cùng Sante ở lại. Xuống bên dưới, Layfon đã chạm mặt với một linh hồn. Ông ta cho biết cậu phải chứng tỏ bản thân cậu xứng đáng để nhận lấy năng lực từ ông. Và ông sẽ trở thành thanh kiếm và công cụ phục vụ cho cậu. Ông ta tỏa ra bá khí đầy lùi cậu nhưng cậu vẫn cố tiến tới và vung cho ông ta một đòn. Những người khác xuống thì ông ta cũng biến mất. Cậu nói bản thân ổn và gọi lại cho Feli nhưng đột nhiên cô bị mất liên lạc nên họ nghi ngờ Sante đã giở trò. Lúc chạy lên trước và Layfon cũng đã rời đi và muốn Nina cùng Sani hãy lên mặt đất còn cậu đi cứu Feli. Cậu tìm được đến phòng nhiên liệu thì bị Sante đánh lén, nhưng cậu tránh dễ dàng và cho biết nếu nơi này bắt lửa thì cả đám chết hết nhỏ vẫn không quan tâm mà lao đến đánh và rồi cây lao của nhỏ đã bị đánh cho găm vào bình nhiên liệu nhỏ không có cửa trước lây phon nên lúc cũng khuyên nhỏ nên dừng tay nhỏ chỉ muốn làm mọi cách để lúc vui lên vì anh ta từ khi đấu với lây phon thì đã không còn cười nữa đột nhiên cây lao ban nãy đã khiến bình nhiên liệu phát nổ nina vẫn liên tục nghĩ về lây phon và gặp lại feli cô được lúc cứu nên lên mặt đất trước cùng sunny còn nina thì đã quay lại dưới kia và cô phát hiện bốn cái bóng tím vụt qua lây phon đã dùng khí để tạm thời giữ lúc và sante còn sống anh ta vẫn hận cậu nên nếu cậu muốn trừ mối họa này thì nên ra tay lúc này nhưng cậu đã chọn cứu anh ta và đưa anh ta lên lại mặt đất nhưng giữa đường đu dây thì sante rơi mất và may mắn được nina đến cứu cô sau đó cũng được lây phon kéo lên và cô nói thật là bản thân vẫn ghét cậu vài ngày sau feli bị gọi đến bể bơi lý do là vì hội trưởng cũng ở đây ngày hôm qua anh ta bị ngất do làm việc quá sức nên hôm nay đi nghỉ ngơi và vì feli cũng được nghỉ nên đây là cơ hội để hai anh em thắt chặt tình cảm tình cờ thay thì nina cũng ở đây và vài giây sau thì ba cậu trai cũng đến cả nhóm đều dự định đi bơi và biết cô sẽ ở đây nên mới không cần rủ. Hội trưởng đã nhờ Nina giúp Feli biết bơi. Cô sau đó đi lấy phao và cũng chẳng thích học bơi vì nó chẳng có ý nghĩa gì. Ba cô bạn cũng tìm đến đây và Mimi muốn tranh thủ chụp vài bức ngon ăn để làm báo. Sẵn giúp mây tăng thêm tình cảm với Layfon, cả hai đã đến nhờ Layfon giúp mây học bơi và ném luôn mây xuống dưới cho cậu. Nhìn thấy có tình địch nên Feli cũng đã chấp nhận học bơi để cạnh tranh. Lúc tập bơi, Feli cứ vừa bơi vừa để ý bên Layfon. Cô vừa được Nina tập cho úp mặt xuống nước cho quen, nhưng Nina cũng để ý bên Phon khiến Feli bị bỏ quên đến ngộp nước. Lúc đi ăn trưa, Feli trách Nina vì để cô suýt chết đuối. Layfon vừa về thì bị Sani khịa về việc đi chơi với gái cả sáng nên bị Feli sút cho cái. Hội trưởng thấy em gái mình đang sắp bị đứa khác cướp mất thì lườm cái và khá tức giận. Nina và Feli sau đó đã đi gửi đồ và tối đến thì đi tắm nước nóng. Feli thấy hơi lạ vì tự dưng cả nhóm kéo đến đây một cách đáng ngờ, nhất là Sani vì anh ta không dễ gì lại đi chung với mọi người. Nina lấy cớ là anh ta đến ngắm gái nên Nina tạm tin. Feli sau đó cũng đột nhiên gục nên được Nina đưa về phòng. Cô đêm đó lờ mờ tỉnh và dùng năng lực nghe được việc cả nhóm và anh trai cô đang toan tính điều gì đó ở phòng bên cạnh. Sáng hôm sau, cô không biết rõ chuyện hồi tối là gì, nhưng vẫn nghĩ đó là mơ vì làm gì có chuyện anh cô lại đi họp với Nina vào giờ đó. Cô lúc này lại đến rủ Feli đi bơi nếu không cô sẽ gặp rắc rối. Harley kịp bịt miệng lại trước khi Nina quá lời và Layfon có vẻ cũng không biết gì về vụ này. Sunny nghĩ là nên cho Layfon dạy Feli bơi và cái này thì cô chịu. Hội trưởng lại một lần nữa lườm sang, Nhóm Mimi vừa đến thì thấy họ hôm nay đã chậm chân, đang bơi thì Nina cứ nhìn đam Chiêu, Layfon định thả tay cho Feli tự lập nhưng cô vẫn cho rằng bản thân chưa bơi được và cần nắm tiếp. Hội trưởng càng nhìn càng cay và anh ta giờ đã nóng lắm rồi. Vừa chia tay với Feli thì đã có hai cô gái đến gọi Layfon đi gặp hội trưởng, cậu cũng đi theo xem thử và rồi bị hai cô gái nhốt vào hầm trú ẩn và trong này chính là hội trưởng. Anh ta muốn biết cậu có quan hệ gì với Feli, cậu chưa hiểu gì nên anh ta đã tự thú ra mấy việc anh ta đã làm lúc cậu mới nhập học để ép cậu vào khoa quân binh nhưng cậu cũng biết rồi chỉ là giờ anh ta mới tự thú điều đó. Anh ta cho rằng cậu đang có ý đồ với Feli, trong lúc đó, suối nước nóng bị một đám cướp đến quấy phá. Nina và Feli đành phải ngồi yên mà không đả động gì đến chúng. Cảnh sát sau đó đã đến và cho biết chúng là đồng bọn của đám đã bị bắt lây phone bắt khi đi giúp cảnh sát trước đó. Feli đã dùng năng lực để dò xem vũ khí của họ được cất ở đâu, nhưng cô đã để lộ việc bản thân sử dụng năng lực nên đành chỉ nhanh cho Nina đến lấy. Sunny cũng xuất hiện giúp đỡ và cả ba cứ thế lo liệu được đám cướp. Lúc đám cướp bị bắt đi nghĩ là nên nói ra sự thật được rồi. Lý do họ đến đây là vì hội trưởng đã ra giao kèo cho họ thứ họ muốn đổi lại phải đến đây để giúp Feli thư giãn thoải mái, vì Feli càng căng thẳng năng lực của cô càng bị yếu đi. Chỉ mỗi Layfon là không tham gia vì cậu nói dối khá tệ. Họ cũng thắc mắc cậu và hội trưởng đâu thì Feli biết là có chuyện nên đã đi tìm. Hội trưởng lúc này đang nghĩ là Layfon muốn làm em rể anh ta thì đột nhiên Feli phá cửa đến. Anh ta cố giải thích nhưng Feli không cần mà xin nhẹ cái giò. Vài ngày sau, hội trưởng và Van đã đi giám sát quá trình tiếp nhiên liệu cho thành phố. Cả hai có thấy đội trưởng của trung đội 10 là Din ở đằng kia, và dưới kia thì có một chiếc xe mà cả hai chưa từng thấy bao giờ, ngày hôm sau, đội 17 đã đi tập và lần này là về phản xạ, bóng sẽ bắn loạn và ai bị bóng đập trúng nhiều nhất sẽ trả tiền bữa tối, và đến tối thì Nina lại là người trả, cả nhóm chạm mặt Din và thanh niên này qua để chào hỏi cựu thành viên Sani một câu. Din cho rằng từ khi Sani rời đội thì đội 10 của anh ta đoàn kết hơn hẳn, và trong trận đấu giữa cả hai đội sắp tới thì anh ta sẽ nghiền nát Sani, lúc ra về Feli cho biết Sani đã ở đội 10 từ năm trước và sau khi anh ta rời đi thì đội 10 kia tụt dốc rõ rệt. Lý do anh ta bỏ đi thì hẳn là vì chuyện cá nhân. Về đến ký túc, Naki đã đến tìm Layfon để nhờ cậu giúp. Feli cay cú nên đứng sút vào cột đèn. Layfon theo Naki đến hiện trường thì biết là có học sinh đang buôn bán trao đổi một loại thuốc kích thích. Do sắp tới có giải đấu liên thành phố nên việc thứ này bị tuồn vào để gian lận là không thể tránh khỏi. Sani lúc này đã ra về thì thấy cô gái từng ở trung đội nên đã bám theo. Layfon lúc này chưa cho cảnh sát vào vì có kẻ nguy hiểm bên trong đột nhiên cậu bảo họ né ra vì tên đó đang lao đến cánh cửa đột nhiên phát nổ và tên trong kia đã lao ra với một thanh katana lây phon buộc phải đuổi theo và nina cũng đã nghe thấy tiếng động lớn này lây phon đuổi theo ngang qua chỗ sani thì cậu ta cũng để ý thấy nina thì đã đuổi theo nhưng cô lại bị một kẻ nào đó chặn lại giữa đường cô không rảnh ở lại chơi với kẻ này nên đã chạy đi còn lây phon sau khi đuổi theo tên kia một đoạn xa thì tên kia đã chịu quay lại đánh hắn nhận thấy cậu chặn được đòn của hắn nhưng lại không dùng hết sức của một kiếm thánh hắn sau đó đã tự tháo băng bịt mặt ra và giới thiệu bản thân là hai a à. hắn là người của tổ chức đánh thuê khét tiếng tại quê nhà lây chúng chỉ lợi dụng đám buôn thuốc kia để đến đây và mục đích chính của chúng đến đây là để trục xuất tinh linh điện cậu không hiểu nên hẳn là vào kiếm thánh không được lâu sư phụ của hắn và sư phụ của lây phon từng là bạn nên kiếm pháp của cả hai có thể nói là ngang nhau nên nếu cậu không đánh thật thì hắn sẽ ra tay hết sức hắn cho rằng trình độ của cậu hẳn là đã tụt kể từ khi mất đi danh hiệu gặp lại Sunny, anh ta thấy đám buôn thuốc đều đã bị bắt cô gái trong đội cũ là Sienna đã đến tìm anh ta. Cô muốn biết anh ta làm gì ở đây thì đơn giản là cũng như cô, đi tuần. Gặp cướp nên đến xem thử tình hình và trợ giúp nếu cần. Cô muốn biết lý do Sani rời đội và quên đi lời thề năm xưa thì cậu ta không quên mà chỉ đang thực hiện theo cách của bản thân. Con người nếu muốn được cái này thì phải chấp nhận mất cái kia. Leifon lúc này đã bị chém gãy kiếm nên cậu đổi qua đấm tay và đấm 2A bay cả khúc và còn cho thêm một quả cầu nội khí. Nhưng hắn vẫn sống và còn được đồng đội đến bảo kê cho rút lui. Nina sau đó cũng đến và muốn biết chuyện đã xảy ra. Trong lúc đó, lúc và Sante đã chạm mặt hai tên đánh thuê ở ngay trong nhà, sáng hôm sau, cha và Lilin đã được nữ hoàng đến gặp. Cha cảm ơn vì nữ hoàng đã giúp chữa trị nhưng cô xem công lao của ông lớn hơn vậy. Nữ hoàng biết Lilin vẫn hay gửi thư cho Layfon nên muốn biết cậu lúc này ra sao. Nghe cậu vẫn ổn thì Lilin muốn biết Layfon có thể được trở lại đây hay không. Cô tất nhiên là vẫn cho cậu về nhưng cần một thời gian sắp xếp. Có điều Layfon có muốn về hay không mới là vấn đề. Cô sau đó cũng cho biết là người bạn đồng môn với cha đã gia nhập băng đánh thuê và bị quái thú lấy mạng do đó giờ chỉ còn mình ông là người biết cách dạy kiếm pháp bí thuật của đất nước này. Quay lại bên lúc, hai a nói bản thân đến đây để hợp tác với anh ta và nó có liên quan đến tinh linh điện. Sáng hôm sau, Layfon đã đến chỗ Harley để nhờ cậu ta sửa lại giúp cây kiếm. Nhưng kiểm gãy như này thì chỉ có làm lại chứ không thể sửa được nữa. Harley đưa cậu tạm một cây katana để dùng trong lúc chờ vũ khí mới, nhưng cậu không thích katana lắm. Harley không hiểu sao cậu có sức mạnh mà cứ kìm nén nó lại khiến Harley tự hỏi cậu có sức mạnh để làm gì cậu mải vừa đi vừa nghĩ mà không nhận ra Nina đã đến bên cạnh. Cô cố hỏi chuyện thì cậu cứ lảng tránh chạy đi, cô vẫn bám theo hỏi thì cậu không nói. Naki đã chạy đến gọi Layfon rằng chỉ huy của cô có tin nhắn gửi cậu. Đầu tiên là cảm ơn vì cậu đã giúp. Nina muốn biết lý do Naki và bên cảnh sát sẵn sàng cho cô biết luôn về vụ việc này thì Naki chỉ nói khi Nina đồng ý sẽ giúp. Naki sau đó đã nói ra việc trong học viện này đang có người tiếp tay cho đường dây mua bán thuốc đó. Layfon sau đó đã đi gặp Feli để xin hủy tập vì phải giúp cảnh sát. Cậu định giơ chân lên để né cú đá của cô nhưng lần này cô lại quay đi và chọn cái cột để đá. Đột nhiên cặp đôi đánh thuê lại tìm đến cô và vài giây sau thì hội trưởng cũng đến. Cô muốn anh trai nói cho cô biết hai người này là ai. Còn Layfon thì đang phải giám sát Din vì Na khi nghi ngờ Din và đội 10 này có liên quan nên cần cậu và Nina điều tra xem thử. Chiều hôm đó cậu đã bám theo Din, anh ta và đồng đội tách ra tại một con hẻm và sau đó cũng tách luôn với cả Siena. Din bắt đầu có triệu chứng và định lấy thuốc ra dùng thì Nina tìm đến. Cô nói thẳng về việc Din nên bỏ dùng thuốc. Thấy bản thân bị lộ nên anh ta cho rằng bản thân phải trở thành đội mạnh nhất nếu muốn bảo vệ được thành phố này. Và vì cô đã kéo Sani ra khỏi đội anh ta nên giờ anh ta phải tự mình gồng gánh và muốn cô nhắn lại với Sani là anh ta có thể tự thực hiện lời hứa đó một mình sáng hôm sau. Layfon đã giấu na khi việc bản thân nghe được hôm qua. Nhưng Nina lại đến nói thật vì cô cho rằng Din dùng thuốc là có lý do. Một năm trước, Sani cùng Din và Sienna là ba trụ cột của đội 10 và áp đảo mọi đội khác. Nhưng Sani bỏ đi giữa chừng khiến đội tụt dốc Mặc cho có bị Din đánh bao nhiêu thì Sani vẫn không đánh trả một lần, và rồi cô đã tìm đến Sani để cùng cậu ta lập nên một đội, do vậy nên cô mới bị hiểu nhầm là lôi kéo Sani về đội. Và giờ thì đội 17 của họ đã mạnh đến mức vượt qua đội 10 nên Din mới lo lắng đến mức dùng thuốc. Lúc Naki ra về thì Sani đến tìm, anh ta biết họ đã nắm được cái đuôi của Din, và anh ta không cần nghe cũng tự đoán được vì khả năng của đội 10 đến đâu anh ta nắm rất rõ. Sau khi tập xong, Sani nảy ra một đề xuất, đó là bây giờ họ phải tìm cách giúp Din vì nếu lộ ra việc này thì những học viên có liên quan có thể bị đuổi, van là trưởng khoa quân binh cũng sẽ bị sa thải và quân lực của thành phố sẽ giảm đi rõ rệt, nên giờ họ phải đến cầu cứu hội trưởng, anh ta có thể giúp nhưng họ phải đáp ứng cho anh ta một việc, đó là sắp tới đội 10 và đội 17 của họ sẽ có một trận đấu, anh muốn họ đánh đội 10 đến mức không thể đấu được nữa và anh sẽ giải tán đội 10, dù biết điều đó có nghĩa là đội 10 sẽ không còn là quân binh nữa nhưng thà mất một đội còn hơn gây hại đến thành phố, và người làm được kế hoạch đó là Layfon Hai A đã tiến vào và cho biết Layfon có thể vì kiếm pháp mà cả hai đã học có khả năng khiến đối thủ khó để phục hồi lại. Tuy nhiên chỉ khi cầm katana mới làm được, cả hai định gây lộn thì hội trưởng cản lại vì họ cần hợp tác với nhau. Hai A cho biết bản thân sẽ phải trục xuất tinh linh điện, nhưng là tinh linh điện của thành phố đã tan hoang kia và là con dê mà Layfon đã gặp. Cả nhóm sau đó giải tán và Naki đã ra về một cách bực dọc vì đột nhiên sở cho hủy điều tra. Đến ngày diễn ra trận đấu, Sani đã mặc quân phục của đội cũ mà ra sân. Cậu đã xin họ để Sienna cho cậu Sani kể lại chuyện năm xưa khi cả ba cùng gia nhập đội 10, cả ba đều rất tôn trọng đội trưởng lúc đó. Ai nấy đều muốn cố hết sức vì người ấy, nhưng khi thua trận đấu liên thành phố lần trước, đội trưởng đã đau lòng và cho rằng họ chẳng thể bảo vệ nổi cho thành phố nên đội trưởng đã rời quân binh và giao lại cho Din, cả ba từ đó bắt đầu mâu thuẫn nhiều hơn. Sani thì luôn cố phá còn hai người kia thì cứ cố hàn gắn trong vô vọng. Nina và Leifon đã hiểu nên sẽ giúp anh ta bắt đầu trận chiến. Din đã phá đi những cái bẫy của đội 17, Nina thấy Din quả là không tầm thường. Anh ta nhìn ra đa thì thấy cả đội 17 đều ở gần cây cờ và ngay lập tức Sienna và phần còn lại đã bị tách ra. Sienna được Sunny đón tiếp, cậu ta đã dùng cặp súng ngắn để xả đạn nhưng vẫn bị Sienna chém văng ra nên đành xả xuống đất để làm mất tầm nhìn và lần đi. Cô vẫn đọc được và khiến Sunny lộ diện. Hai bên trao đổi chiêu thức và Sunny đã bị đánh bay đi một khẩu súng. Sunny trách cô vì đã không ăn đi lại. Nhưng cô cho rằng chính cậu ta là người đã phá bỏ lời thề. Sunny biết cả ba chỉ xem lời thề đó như ràng buộc chứ không ai trung thực với nó. Cô mặc kệ mà tấn công Sunny, cậu ta cho rằng bản thân phải ngăn din vì anh ta đang đi sai đường còn din lúc này đã chạm mặt lây cậu một chiêu hất bay những người khác và rồi nhảy lên ném một đống phi đạn vào din cậu muốn din đừng cố quá sức nếu không mạch nội lực của anh ta sẽ đứt nhưng anh ta cho rằng cậu sẽ không hiểu được lý do cho nỗ lực của anh ta cậu nói rằng nỗ lực của anh ta đang đi vào con đường sai lầm đột nhiên anh ta bắt đầu hóa đỏ và tinh linh dê kia đã nhập vào anh ta felly được nhiệm vụ là khi nào tinh linh điện xuất hiện thì phải gọi cho hai a và hắn giờ mới lật mặt cho biết hắn sẽ đưa cả din lẫn tinh linh đi Din lúc này đang sắp tấn công Layfon thì Hai A đã chói anh ta lại. Cậu muốn biết hắn định làm gì khi đưa Din về quê nhà thì hắn cho rằng kẻ bị trục xuất như cậu không cần biết. Nina sau đó chạy đến và cũng không cho hắn mang Din đi. Layfon quyết định đứng ra đấu với hắn. Nina đã gọi cho hội trưởng và hỏi anh ta cách để tách Tinh Linh và Din ra thì phải xem lý do gì anh ta lại bị Tinh Linh nhập. Họ nghĩ là do Tinh Linh vào thành phố và nó đã sinh ra mong muốn được bảo vệ nơi này. Tình cờ là khi Din thua trước Layfon thì mong muốn đó của Din cũng tăng lên nên anh ta mới được chọn và để tách ra thì họ cần khiến trái tim anh ta tan nát lần nữa. Sani và Sienna lo được vụ này, cả hai đã đuổi theo Din còn Leifon và 2A đã lao vào nhau và chỉ tung một đòn, Leifon bị sứt bên má còn 2A thì gãy cả kiếm và gục. Bên Sani bị cô gái bắn cung của 2A bắn trả nhưng cô ta đã nhắm vào Sienna và bị Sani bắn hạ. Cô được Nina đến giúp và rồi chạy lên tìm Din, cô quyết định sẽ rời đội và khiến Din mất đi ý chí và tinh linh điện sau đó cũng rời đi. Họ đã thành công lần này, vài ngày sau Nina cho biết là sắp tới họ sẽ phải đấu với đội của Van và vẫn có khả năng thắng, nên ngày mai cô sẽ đưa cả đội đi tập huấn và lần này không có hội trưởng liên quan nên Feli khỏi lo, ai nấy đều chấp nhận đi. Chiều hôm đó, Van và hội trưởng đã bàn việc và hội trưởng cho rằng họ đang gặp phải một vấn đề ngoài sức tưởng tượng. Sáng hôm sau, đội 17 đã đến khu vực ngoại ô và gặp hội ba cô bạn của Mimi ở đây. Chính câu lạc bộ báo của cô đã tài trợ cho họ chuyến đi này đổi lại cô sẽ được chụp ảnh thoải mái. Hai cô bạn còn lại sẽ đến đây để giúp đỡ huấn luyện và cả chuyện bếp núc, Feli tất nhiên là không nghe. Chiều hôm đó, May được Layfon đến giúp việc trong bếp, cả hai vui vẻ làm chung với nhau khiến Feli ở ngoài thấy khó chịu. Nina đi đến cũng thấy nên nấp cùng. Nhưng cả hai đều không giỏi làm bếp nên Sani cho họ giải phát, đó là đồ gọt vỏ. Cả hai tranh giành nhau nên Layfon ra xem thử. Cậu cho biết đống khoai đã gọt xong rồi nên không cần giúp nữa. Họ hôm sau đã đi tập và Nina cho cả nhóm đấu tập thử. Mình Layfon sẽ chấp hết bốn người có khả năng chiến đấu ở đây, cậu sau đó đã đứng canh cờ. Ba cô gái và Sani đã bày sẵn kế hoạch nhưng Naki khi là người bị đánh hạ đầu tiên, súng của Sani cũng không bắt kịp được tốc độ của Layfon còn Nina gần như chẳng thể hành động. Naki quay lại đánh thì vẫn bị lật cho cái nữa và Layfon cứ thế chiến thắng. Mimi đã cho Naki biết việc Layfon là một kiếm thánh nhưng lý do cậu rời khỏi hội đó thì họ không biết. Chính vì vậy nên Mimi mới cố để tìm thông tin đó bằng cách tài trợ họ chuyến này. Trong lúc đó, nữ hoàng Nola đang cố tìm hiểu thông tin về những vụ tinh linh điện gần đây và liệu cô có sai khi đã trục xuất Layfon hay không. Một thành viên của Thánh Kiếm có thắc mắc về lý do tinh linh điện của nơi này lại bảo vệ Lilin lần trước nên đã kiểm tra DNA và biết Lilin thật ra là chưa kịp nói hết thì Nola đã cấm cô ta tọc mạch về vụ này. Quay lại bên kia, Mây đã làm xong đồ ăn và Nina thấy vị khá quen, giống với đồ mà Layfon từng cho cô ăn thử. Mây nghe thấy thì khóc và chạy đi. Cả hai nhận ra nên Layfon đã bị Nina kéo tay ra ngoài thuyết giảng. Lúc rửa dọn, Mimi và Naki thấy có vẻ Layfon được khá nhiều cô gái thích nên cả hai sợ Mây không cạnh tranh nổi. Layfon thì thấy bản thân đã vô tâm nên dự định đi xin lỗi mây. Ba cô bạn đã về phòng và suy nghĩ về việc có nên bới móc quá khứ của Layfon hay không, nhưng mây quyết định là họ sẽ tìm để hiểu hơn về cậu. Cậu sau đó nhận được một bức thư, Feli vừa tắm ra thì vô tình thấy Layfon đang đi đâu đó. Cậu đã ra cây cầu để gặp mây, cậu hứa là sau này sẽ tôn trọng đồ cô làm ra hơn và cô cũng muốn nghe thử về quá khứ của cậu. Cậu đã nói ra việc bản thân bị trục xuất là để người ta thấy yên tâm về hội kiếm thánh hơn. Và cậu không trách nữ hoàng vì cậu còn sống đã là đặc ân lắm rồi cậu nghĩ cô sẽ thấy kinh sợ một người như cậu nhưng cô không hề có cảm giác ấy đột nhiên cây cầu sập xuống nên cả hai đã phải chạy đi lây lấy kiếm ra để mở đường thoát nhưng khi mây tỉnh lại thì lây đã bị thương vì bảo vệ cô Feli có tìm thấy cả hai và lây phon nghe việc có người đến cứu thì đã yên tâm mà gục đi ta gặp lại nữ hoàng cô đã gặp sava và anh ta đang mưu cầu một điều gì đó từ cô nhưng cô chỉ nói là sẽ suy nghĩ rồi mới quyết định cô sau đó đi gặp lilin và thấy lilin đang có ý định rời thành phố để tìm lây cô đã bám theo để hỏi thăm tình hình và cho rằng việc rời thành phố là không thể. Chưa nói đến điều kiện khắc nghiệt ngoài kia thì kể cả có đến được thì cũng phải đối đầu với rất nhiều quái thú. Cô tin Layfon sẽ ổn nên Lilin đừng quá lo, cậu lúc này đã vào viện và tỉnh lại. Feli có đến thăm và thấy cậu sẽ phải phẫu thuật nên trận sắp tới sẽ không thể tham gia. Nina lúc này đang phải lao đầu vào luyện tập vì lúc thấy cậu bị thương cô đã rất lo và nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Nhưng cô buộc phải mạnh lên để không dựa dẫm vào Layfon. Sani lúc này đã đi tìm Sienna. Cậu muốn cô thay thế Layfon trong trận đấu sắp tới, anh không có ý hàn gắn cả ba mà chỉ muốn cô giúp vì anh vẫn chưa từ bỏ lời thề giữa cả ba. Layfon lúc này đã gặp được Mimi và Naki trong viện, cả hai cho cậu biết về việc Sienna đã gia nhập đội tạm thời, cậu vừa nhẹ nhõm mà cũng vừa không vì cậu thấy việc đó như thể là bản thân đã bị thay thế, nhưng chí ít là đội không cần phải vì cậu mà bỏ trận. Cậu sau đó có hỏi Mây giờ ra sao thì cô đang tự trách mình vì nghĩ do cô mà cậu bị thương, nhưng cả hai muốn cậu cứ lo chị thương còn việc của Mây cứ để cả hai lo cậu về phòng bệnh thì nghe tin hội trưởng lại cần gặp cậu sáng hôm sau trận đấu đã diễn ra Sienna đã đến và muốn nghe kế hoạch của Nina cô sẽ một mình một cánh còn Sienna và những người khác ở cánh còn lại cô tự tin bản thân lo được nên họ không cần quá lo còn Layfon đã ra viện và đến tàu thì vô tình gặp mây cũng đến đây ở bên trận chiến Feli đã phát hiện ra địch đang kéo về phía Nina nhưng điều đó không có nghĩa là bên Sunny và Sienna không có ai Layfon lúc này đang đi cùng mây và cô có xin lỗi nhưng cậu chỉ xem lần đó là tai nạn nên cô không có lỗi Cô biết cậu lại sắp đi chiến đấu vì tàu này là ra vùng ngoại ô. Cô cho rằng bản thân hết lần này đến lần khác được cậu cứu và thì cô có thể làm gì để giúp lại cậu. Còn Nina lúc này vẫn tự lo được nhưng Van đã đích thân đến tìm cô. Anh ta cho rằng cô tự đem bản thân ra làm mồi nhử là hơi bị mạo hiểm nên anh ta sẽ tự mình đánh bại cô ở đây. Còn Layfon thì đã một lần nữa được ăn lại bánh do Mây làm. Quay lại với Nina, cô hoàn toàn bị Van lấn lướt và anh ta hoàn toàn đoán trước đòn của cô nên chẳng khó gì để Van giành lấy chiến thắng. Vì Nina đã thua nên cả đội của Van chính thức chiến thắng. Leifon lúc này đã đi gặp hội trưởng và anh ta cho biết tinh linh điện của nơi này đang nổi điên và tự hướng đến chỗ của những con quái. Hai A cũng sẽ hợp tác với Leifon lần này. Vì chính tinh linh con dê kia đang đầu độc tinh linh điện của thành phố này nên hai bên sẽ phải nể mặt nhau mà hợp tác vì thành phố này. Hai A đã giới thiệu cho Leifon về người mới của hắn là Bay Mò. Thanh niên này có khả năng đánh hơi thấy quái thú nhưng chỉ khi ở bên ngoài thành phố. Cũng vì vậy nên thanh niên này bị tàn phá cơ thể nhưng vẫn thích nghi được. Leifon đồng ý tham gia với một điều kiện. Tối đó, Sienna cay cú vì thua nhảm. Nina thấy bản thân đã quá phụ thuộc vào Layfon đến mức tự tin quá vào bản thân. Cả nhóm sau đó được người của hội trưởng đến giao cho một bức thư từ Layfon. Trong lúc đó, Lilin đã về gặp cha và ông biết cô sẽ đi tìm Layfon nên đã đưa cô một thứ vũ khí để cô giao cho Layfon. Còn về thứ mà Layfon gửi về cho Nina chính là yêu cầu cô đến phòng máy để xem tinh linh điện thế nào. Cô sau đó đã được liên lạc với hội trưởng và anh ta cũng không muốn đưa Layfon ra trận sớm ngay sau khi cậu vừa phẫu thuật. Nhưng họ bắt buộc phải để cậu chiến đấu vì chẳng có ai có kinh nghiệm để chiến đấu với quái thú hơn cậu. Cô có thể đến hỗ trợ nếu muốn, nhưng cô đã gọi những người khác đi hỗ trợ Layfon còn cô sẽ đến phòng máy để xem thử. Layfon lúc này đã ra ngoài kia và xem qua thì có tổng cộng 12 con quái. Hai A và nhóm của hắn sẽ chỉ đánh một nửa như được thuê. Layfon sẽ phải tự minh lo nửa con lại và họ chỉ có thể đánh lúc chúng mới dậy vì lúc đó ra chúng sẽ mềm hơn. Nhóm những người khác cũng đang lên đường đến trợ giúp Layfon. Sani muốn Sienna tham gia vụ này và rồi cô sẽ tự quyết định rời đi hoặc ở lại với đội 17 này. Còn Nina lúc này đã đến phòng máy tìm tinh linh Cô thấy phòng năng lượng nên đã mở ra thử và chật chân rơi xuống dưới, cô sau đó đã rơi xuống dưới cùng và bắt gặp tinh linh điện đang bị nhốt ở đây. Con dê kia cũng xuất hiện và nó nhận thấy Nina cũng có mong muốn bảo vệ thành phố như nó nhưng không quá mạnh, nhưng nó vẫn muốn thử và rồi lao đến hòng chiếm lấy tâm trí cô. Feli không yên tâm nên đã gọi cho anh trai đi kiểm tra thử, còn Lilin trong lúc đó đã lên đường và có Sava đi theo làm vệ sĩ. Anh ta lừa là bản thân có nhiệm vụ bí mật nên đi cùng, và nhiệm vụ đó của anh ta là đi theo bảo vệ Lilin còn việc bắt tinh linh điện bị trục xuất kia là phụ. Sáng hôm sau, Baymore Mo đã dùng thần giao cách cảm đến Layfon. Thanh niên này cho biết Hai A luôn quan tâm đến Layfon, cậu muốn biết nữ hoàng định làm gì với tinh linh bị trục xuất kia thì thanh niên này không biết. Feli đã liên lạc chen vào và Baymore Mo thấy cô cũng tài khi can thiệp vào kênh liên lạc này mà không ảnh hưởng gì đến cậu ta. Cậu sau đó có nhờ Feli đến và ghi hình lại trận chiến chứ đừng can thiệp vì cậu muốn họ đưa về cho Nina cùng xem. Nhóm Feli cũng sắp tới thì Hai A đã dậy vì đám quái sắp thức. Hai A đã bố trí đội hình và ngay khi quái thức thì bên Feli cũng đến và cậu muốn họ cứ đứng ghi hình lại là được cậu đã lao đến và đổi dạng roi quất đôi một con cậu sau đó ném phần roi lên và đổi qua kiếm và lao đến kéo đôi một con nữa cậu vẫn bị vết thương ảnh hưởng nên muốn phê ly quay thử cả bên kia nữa vì số lượng nhiều hơn nên hai a có chiến lược đánh rõ ràng và không hề nao núng trước quái Layfon không cho ai giúp vì cậu xem đây là trận chiến vì sự liều lĩnh của cậu trận chiến mà chỉ cần chết là hết luôn nên cậu không muốn ai phải gánh lấy trách nhiệm lớn nào này thay cậu cậu sau đó đã dốc hết sức và rồi chiến thắng trở về van lúc này đã đi tìm nina nhưng không thấy cô nên báo về cho hội trưởng Nhóm Layfon lúc này vẫn đang trên đường về và chỉ mới Feli biết chuyện, Nina lúc này đã bị con dê thao túng và nó đã đưa tâm trí cô đến một thành phố khác. Layfon lần này lại ra trận và Feli cho biết cậu sắp phải đấu với vài trăm con ấu trùng. Cậu thì vẫn áy náy vì nếu cậu không báo Nina đến phòng máy thì cô đã không mất tích. Cậu đã nhanh chóng dùng vũ khí dạng dây và chiến thắng trở về. Cậu nhớ Harley sửa lại vũ khí nhưng cậu ta vẫn muốn Layfon dùng katana để phát huy sức mạnh. Cậu từ chối và gục xuống nên Sani muốn cậu đi nghỉ vì cậu đã đánh liên tục 3 trận từ hôm qua đến giờ nhưng nghe việc Nina vẫn đang mất tích thì cậu không cho phép bản thân nghỉ ngơi. Đột nhiên đúng lúc này thì Felly cũng gục. Còn Lilin và Sava đã đến một thành phố học viện khác và bị họ bắt lại để điều tra. Do nơi này đang bị mất trộm nên cần kiểm tra kỹ tí. Và ngoài ra thì cô còn mang theo một món vũ khí. Còn Nina thì đã đến rìa thành phố và bị cảnh vệ bắt lại. Lilin lúc này đang ngồi chơi với Sava và khá tức vì cô chỉ mang theo vũ khí cho Layfon mà giờ lại bị hiểu nhầm bởi nó. Sava sau đó đã rời đi điều tra vì tinh linh điện của nơi này đã biến mất. Tối đó, Lilin đến nhà ăn thì vô tình gặp được Nina ở đây. Cô nhìn thấy hình ảnh con dê đó trong Nina nên đã giật mình làm rơi mất thức ăn. Nina đã xin lỗi vì lỡ làm Lilin giật mình. Cả hai đã ngồi lại ăn chung và nghe đến cái tên Lilin thì cô nhớ ra vụ bức thư của Layfon nhưng chỉ nghĩ là người giống người. Cô không biết sao bản thân ở đây, cả hai đã cùng ngồi trò chuyện tâm sự với nhau. Sáng hôm sau, hội trưởng nhận thấy là sắp có quái thú tấn công và Feli thì đã kiệt sức do dùng năng lực quá nhiều. Đây là tác hại khi quá dựa dẫm vào một người hội trưởng sẽ công bố chuyện này ra và sẽ cố để không làm người dân hoảng loạn. Feli giờ đã tỉnh thì thấy Layfon ngồi cạnh. Cô định đưa tay sờ má cậu thì cậu tỉnh khiến cô đỏ mặt mà bóp vào mũi cậu. Cô cho rằng cậu nên đi tìm Nina thì hơn nên cậu cũng chủ động quay đi nhưng đột nhiên có tiếng súng phát ra. Trong lúc đó, Nina đã chơi chung với Lilin. Đột nhiên Lilin thấy lạ vì con chim này không chịu đi. Đột nhiên trên trời xuất hiện cả đàn. Nhìn chúng phát sáng khiến Nina nhận ra chúng là tinh linh điện nên đuổi theo. Lilin đã ra ngoài xem và cảnh vệ cho biết là sắp có quái thú tấn công nhưng trưởng đội quân binh là Roy đã yêu cầu người dân bình tĩnh. Anh ta ngoài mặt cố tỏ ra đáng tin nhưng tay thì vẫn run. Sava sau đó đã đến đưa Lilin đi nhưng cô lại chạy về phía tinh linh điện. Sava để cô tự làm theo ý mình, còn Nina đã bám theo và cô vô tình bị đám bắt tinh linh điện ở phòng máy trước đây bao vây. Còn Lilin thì đã theo đến chỗ đàn chim và thấy con chim ban nãy không về với đàn được bởi cái máy bên dưới đây. Cô sau đó đã đến cố phá đi thì bị rơi mất nhưng Roy đã đến đỡ lấy cô và giúp tháo được máy và trả tự do cho đàn chim. Nhưng Roy lại trưng ra vẻ mặt khá đáng ngờ. Leifon lúc này đã bị ném vào phòng bệnh bởi ban nãy là hội trưởng đã bắn thuốc gây mê cậu. Anh ta biết cậu đang cố quá sức và anh ta không thể để cậu gục ngã vì cậu đang cố chạy trốn khỏi hiện thực là Nina đã biến mất. Cậu sau đó đã đành phải nghe theo và nghỉ ngơi. Hội trưởng thì đã đến trước người dân và thông báo về việc quái thú sắp tấn công nhưng đã có những quân binh sẵn sàng liều mạng chiến đấu. Nghe vậy thì chẳng ai còn tiêu cực nữa mà sẵn sàng ủng hộ quân binh. Feli đã tìm đến Layfon và cô đang bị cấm dùng năng lực, nhưng nếu cậu cần thì cô sẵn sàng mở giới hạn để dùng năng lực giúp cậu, nhưng cậu không cần cô phải quá sức như vậy. Còn Nina lúc này đã được kiếm thánh ngày trước đến giúp, còn Lilin thì đã cùng Roy đến phòng máy để trả lại tinh linh về, nhưng Roy đã đóng cửa và nở một nụ cười nham hiểm. Layfon đã chịu nghỉ ngơi theo lời hội trưởng và cậu thấy Sunny đã chế ra được một khẩu pháo có vẻ khá mạnh, còn Lilin giờ đã nhận ra mặt thật của Roy nên đành bỏ chạy. Cô cố trốn sau cửa sắt thì bị hắn dùng nội lực đẩy ra. Cô đã vô tình tạo ra tiếng lách tách khiến roi cảm thấy sợ. Nhận ra điều đó nên cô càng gõ để tạo ra tiếng và lý do hắn sợ tiếng này là vì năm xưa hắn từng bị một con quái thú có tiếng y đúc dọa cho bỏ chạy khỏi chiến trường. Hắn sau đó đã đeo mặt nạ giống bọn ngoài kia lên và Nina đã chạy xuống đây. Cô nhận thấy hắn là một kẻ bị trục xuất khỏi chính thành phố của mình. Hắn đã bỏ chạy còn Nina sau đó đã cùng Lily xuống dưới phòng máy để trả tinh linh về cô đã giải thích cho lilin về đám vừa rồi và cô nghi ngờ đám này có liên kết gì đó với nơi tạo ra những tinh linh điện tôi chỉ giải thích vậy thôi chứ chi tiết tôi chả hiểu vẹo gì đâu giải thích xong thì nina đột nhiên ngã gục còn roy đang trốn thì bị sava bắt được anh ta đã bẻ một chân của roy và để hắn đối mặt với con quái đang sắp đến đây hắn cô bò đi thì anh bẻ luôn một tay hắn hoảng sợ tột độ và rồi sava chỉ cần một tay cũng đã chia con quái đó thành nhiều mảnh tên roy hoảng sợ quá mà ngất đi sava thì đứng cười như điên dại thì bị tên giúp đỡ nina phát hiện Cả hai không quen nhau nên cứ ném chiêu trước, nhưng tên bên kia đã đi trước, còn Lilin và Nina đã đến phòng máy để trả con chim về. Nina đã cố thư giãn trên đùi Lilin, cả hai đều có một người quan trọng với mình, Lilin thấy người quan trọng với cả hai khá giống nhau, và cả hai không hề biết là cùng một người thật. Nina sau đó lại bị con tinh linh kia kiểm soát. Lilin muốn giúp và cô thấy tinh linh trắng sau kia, con chim đỏ đã chỉ cô là cầu nguyện và tinh linh dê kia là nguồn cơn gây ra mọi việc. Cô sau đó đã chắp tay cầu nguyện và một hiện tượng lạ đã xảy ra. Cô gặp được một người và người này sẽ cho cô mượn sức mạnh. Cô sau đó tỉnh lại thì chỉ thấy Sava còn Nina đã biến mất, quay lại bên lây Đàn quái đã đến và quân binh đã nạp năng lượng cho súng và khai hỏa. Một phát bắn cực kỳ uy lực khiến từ xa đến tha phố vẫn cảm nhận được sức nóng và áp lực của nó. Khi đã vơi bốt thì các quân binh mới lên đường đi dọn nốt. Đột nhiên Feli cảm nhận được tinh linh điện của họ đang ở ngoài mái vòm. Còn Nina đã tỉnh lại và ở trong không gian của người kiếm thánh kia. Cô nghĩ thanh niên này là lính đánh thuê và anh ta không chối. Nhưng thanh niên này có thể nói là biết gần hết mọi việc trên thế giới này và anh ta đã cho cô biết là cô phải bảo vệ Lilin vì Lilin là nguồn gốc của những tinh linh điện. Cô sau đó đã bị thả ra khỏi không gian này. Những quân binh lúc này đang miệt mài chiến đấu với quái nhưng đám quái quá đông buộc Leyfon cũng phải ra trận. Cậu đã chiến đấu và rồi phát hiện ai đó đang rơi xuống từ trên kia. Cậu đã đan dây lại và dùng quái như cái ná để bay lên. Cậu bay lên thì nhận ra đó chính là Nina, cô cũng nhận ra cậu và cả hai đã ôm nhau ngay trên bầu trời. Hội trưởng nhận thấy cô đã trở về với cậu. Lúc trở về thành phố đã lại di chuyển và hội trưởng thấy lộ trình đã an toàn và né quái trở lại. Hẳn là do tinh linh dê đã tách khỏi tinh linh trắng của họ. Còn Nina đã được đưa đi kiểm tra và ai nấy đều muốn cô kể lại chuyện đã xảy ra. Vì cô đột nhiên biến mất và lại xuất hiện ở trên trời, cô cho rằng chuyện đó khá khó tin và cô không biết phải giải thích ra sao nên sẽ nói lại sau. Cả nhóm sau đó ra về và không biết có nên tin Nina không nhưng Sunny muốn để cho Nina thêm thời gian. Layfon sau đó có tạm biệt Nina và muốn cô cứ nghỉ ngơi một thời gian, đột nhiên lúc lại đến tìm cô. Còn hai a thì cứ ngồi trầm tư, Bay Mo cho biết là nữ hoàng gửi thư đến nhưng hai a chỉ đọc rồi sẽ đi và giờ thì như này. Hai a đã nhớ về sư phụ trước đây và việc ông có nhiều đệ tử ra sao, còn Nina đã đến tìm Din và Din giờ đã đã gần như là người thực vật. Cô không biết bản thân nên làm gì lúc này. Tối đó, cô cứ nghĩ về việc bản thân có tinh linh bên trong. Sáng hôm sau, Leifon đã phải luyện tập với Sante, cậu nhận thấy nhỏ khá có tiềm năng và nếu muốn thì mai tiếp tục. Lúc là người đã nhờ cậu và anh ta muốn cậu huấn luyện cho càng nhiều người giỏi càng tốt để có ích trong trận đấu liên thành phố sắp tới. Hai A lúc này đã vào phố để làm vài việc, vì họ đã bị nữ hoàng gọi về để sa va lo liệu con tinh linh bị trục xuất. Layfon và Nina lúc này đã tập luyện chung với nhau. Tập xong thì Sani có đùa về việc Phon sẽ gánh hết trong cuộc đấu liên thành phố. Feli tức giận vì họ cứ ỉ lại vào cậu. Nina đã đứng ra xin lỗi vì điều đó nên Feli đã bỏ đi. Cậu cố đuổi theo để cho cô biết rằng Sani chỉ hay đùa, nhưng cô giận là vì Nina lại đứng ra giải quyết và cô không chịu nói gì về việc đã xảy ra. Hai A sau đó đã bám theo Feli không biết vì lý do gì. Cả thành phố lúc này nghe tin một thành phố khác đang tiến đến, và đó lại chính là thành phố Nina vừa ở. Trước thành phố đó là một xe bus và là nơi mà Lilin cùng Sava đang ở. Lilin thì rất muốn gặp lại Leifon, còn cậu vừa ra về thì có thư gửi đến kèm theo đó là huy hiệu đội 17 của Feli. Cậu và Nina sau đó đã đi gặp hội trưởng. Cậu quyết định sẽ đi tìm Feli vì thư này là từ Hai A và hắn muốn quyết đấu một trận với Leifon tại điểm chỉ định. Cậu vẫn sẽ đi tìm cô và sau đó thì quay lại chiến đấu ở trận liên thành phố. Tối đó, Lilin đã chính thức đến được thành phố này và cô sau cũng chia tay với Sava. Anh ta đã đi nơi khác để làm nhiệm vụ phụ. Và sáng hôm sau, trận chiến liên thành phố cũng đã sắp bắt đầu. Cả quân đoàn lúc này đã chuẩn bị sẵn sàng và vị trí của Layfon tạm thời sẽ được lúc và Sante thay thế. Vì sự vắng mặt của Layfon nên hội trưởng phải cho Van lập lại kế hoạch tác chiến. Trong lúc đó, Feli không thể dùng năng lực do bị bay mo cản lại nên đành ngồi chờ người cứu. Cô gái bắn cung có vào đưa đồ ăn và chuồn ra lẹ vì ngoài này khá lộn xộn ai nấy nhốn nháo lên vì hai a đã bắt em gái của hội trưởng đến đây nhưng hắn ta chỉ muốn dụ lây đến bất chấp thủ đoạn với cả hội này cũng sẽ sớm bị giải tán vì một kiếm thánh đã đến đây và nhiệm vụ của họ coi như bỏ nên ai còn quê nhà thì về giờ còn kịp có điều với hai a cái hội đánh thuê này chính là nhà nên khi cái hội này giải tán thì hai a cũng sẽ kiếm một nơi nào đó để làm tiếp công việc này và dùng kiếm thoải mái mà không lo gì nhưng trước đó hai a phải xem ai mới là người mạnh hơn hắn hay là lây phon cậu cũng đã đến đây và hai a sẽ chỉ thả phê ly khi trận đấu kết thúc nên cậu đành rút kiếm ra và lao vào lilin lúc này không biết sao đường hôm nay vắng vẻ đột nhiên cô bị quân binh đụng chúng còn hội trưởng sau đó được báo cáo là thành phố kia đã đổi hướng ai nấy nghĩ họ đã rút lui nên hoãn trận chiến lại nina được gọi đi hỗ trợ layfon nhưng cuộc đấu của cậu lúc này đã mạnh đến mức bá khí vang dội ra khắp thành phố cả hai tỏ ra ngang tài ngang sức vì đều là cao thủ của kiếm phái này nhưng Phon thì vẫn đang chấp vì cây kiếm của cậu đang là hàng dởm hai bên đã vào thế vào lao đến tung đòn và bị đẩy ra, cả hai lại lao vào và Layfon thấy cuộc đấu này thật vô nghĩa, nhưng đó là suy nghĩ của những kẻ ưu tú như cậu. Cậu không xem bản thân ưu tú nhưng lại nhận được thánh kiếm và ổi quảng nó đi. Đấu võ mùng chán thì Layfon đã tạo lốc để hất hai A lên, chưa kịp chăn chối thì hai A đã phá lốc và trở lại cuộc chiến. Hai A đã dùng đến sức mạnh thật dựa vào kinh nghiệm có được lúc đi làm lính đánh thuê. Hắn đã giấu đi dòng chảy của bản thân để Layfon không nhìn trước được chuyển động. Layfon vừa đẩy ra thì hai A đã ném chiêu để che mắt và rồi lao đến. Cửa khóa phòng Feli đã mở nên cô chạy ra và khiến Leifon mất tập trung để rồi dính đòn. Hai A cho rằng cậu quá cao thượng khi lo lắng cho người khác, nhưng với hắn thì ngoài cây katana ra thì hắn chẳng có gì, và hắn muốn chứng minh con đường bản thân là đúng. Thầy của hắn đã luôn lo lắng khi nhường lại kiếm pháp cho cha của Leifon, và khi nghe tin đồ đệ của người ông tin tưởng giao lại đã là kiếm thánh thì ông ta có vẻ rất vui, nhưng Hai A biết ông không như vậy. Hai A muốn chứng tỏ bản thân mạnh hơn Leifon và chứng minh sư phụ hắn mạnh hơn sư phụ Leifon. Hắn muốn cậu đứng lên nên cậu cũng chiều theo hắn hắn vừa lao đến thì cậu đã nhanh như cắt vòng ra sau lưng hắn và rồi cho hắn một chém cậu đưa kiếm lên định kết liễu thì cô gái cầm cung đã đứng ra bảo vệ hắn nhưng cậu chỉ muốn chứng minh cho hắn thấy hắn mới là người chọn con đường xấu xa không phải cậu cậu sau đó trở về với phê thì nina cũng chạy đến nhưng đột nhiên lilin lại tìm đến đây và tát cậu cô trách cậu lúc nào cũng cố gánh vác mọi thứ còn bên hội trưởng thì đã tìm ra lý do mà thành phố kia đột nhiên đổi hướng và từ phía đối diện với hướng mà thành phố kia quay đi thành phố quê nhà của lây và những kiếm thánh khác đều đang hướng đến đây Ai nấy nghe tin thành phố quê nhà của Leyfon đến thì cũng hơi lo vì nơi đó được xem là thành phố bất khả chiến bại và nếu phải đấu với họ thì họ thua là cái chắc. Có điều họ không biết vì lý do gì mà thành phố quê nhà đấy lại đến đây và có khả năng là sẽ chiến với họ. Ai nấy đều đẩy lý do qua Leyfon, bên hội trưởng thì thấy thành phố kia chỉ đứng đấy chứ không hề di chuyển thêm. Hội trưởng đã cho Feli đi thăm dò và cho người căn dặn quân binh sẵn sàng chiến đấu nếu có biến cố. Anh cho gọi đội 17 đến đây và cả Leyfon, nhưng Feli muốn để Leyfon tránh khỏi cuộc chiến với quê nhà nhưng hội trưởng đã gạt cánh hoa đi và cho gọi Layfon đến gặp riêng sau. Lilin đã gặp lại Nina và cô cũng không biết lý do đột nhiên biến mất ở thành phố trước. Cô sau đó có hỏi thăm Layfon ra sao rồi rời đi. Lilin đã vào với Layfon, cậu lúc này cũng tỉnh và cô biết cậu đã hy sinh thân mình chỉ để cứu Feli và Nina. Cậu chối nhưng cô đã nhận ra Nina nói bản thân luôn yếu đuối và dựa dẫm vào đồng đội, và đồng đội đó chính là Layfon. Cậu không biết sao Lilin lại hiểu rõ Nina thì cô nói ra việc cả hai đã gặp nhau ở thành phố học viện vừa rồi, cậu muốn nghe thử. Còn lúc bây giờ đang lo lắng và không nghĩ họ sẽ đấu với một thành phố quân sự vì nó là trái luật. Đột nhiên Sava tìm đến, lúc thắc mắc sao anh trai lại đến đây thì đó là lệnh từ nữ hoàng. Còn lý do cả cái thành phố của họ đi theo thì anh ta chịu. Sava cũng muốn chạm mặt lại với Layfon để tỉ thí. Vì Layfon là người cho anh ta cảm giác rằng bản thân có thể chết bất cứ lúc nào. Anh ta cũng cho lúc biết người thầy mà lúc yêu quý đã chết dưới tay anh ta. Do tên đó đã tìm thứ cấm kỵ và biến bản thân thành quái vật. Và đến tận phút cuối hắn vẫn giữ ác cảm với Layfon lúc không thể tin được và chỉ biết gào khóc tại đấy. cả thành phố lúc này lại rời chứng và hướng về phía thành phố quân sự kia. hội trưởng đã phải cho người đi chuẩn bị pháo, vì chẳng thà anh ta phạm luật và bắn trước còn hơn để bên kia đánh phủ đầu. anh gọi cho Layfon để nói cậu đến gặp gấp, nhưng Linh chặn đường vì cô cho rằng bản thân có thể xin nữ hoàng cho cậu trở về được. nhưng cậu hứa với cô là sẽ không hy sinh bản thân nữa, vì cậu muốn bảo vệ những người quan trọng với cậu và đây là điều cậu đã chọn. cậu sau đó đã đến tìm hội trưởng và thấy Nina vẫn chưa có mặt nên đã nói ra việc cậu đã nghe từ Lilin. Về việc cô đã gặp Nina và thấy Nina có con dê vàng, cậu nghi ngờ tinh linh điện kia hẳn là đang chi phối Nina và có thể là cả tinh linh điện trắng của họ cũng đang ở trong Nina, cả hai tinh linh đều gây rối khiến trật tự bị phá vỡ và khiến Nina gặp vấn đề. Họ buộc phải tách tinh linh điện ra khỏi cô nếu muốn đưa thành phố trở lại bình thường, và điều đó cũng có nghĩa là Nina có thể sẽ trở thành giống như Din, nhưng nếu giờ không làm thì Nina cũng có chuyện. Khẩu pháo đã nạp đạn xong và sẵn sàng để khai hỏa, nhưng đột nhiên vùng cực quang trên bầu trời bắt đầu mở ra và quái vật đã chui ra từ trong đó báo động đã được phát ra và cảnh sát đã phải nhanh chóng cho di tản người dân. Lilin cố đưa thanh kiếm đến cho Layfon nhưng cô đã bị ngã và nhìn thấy một hình ảnh giống với lần ở thành phố trước. Nếu Hoàng nhận ra con quái vật này và nó có liên quan mật thiết đến Lilin, Nina lúc này lại gặp con dê và cô không biết nó định dẫn cô đi đâu. Khẩu pháo lúc này đã nạp đạn xong và sẵn sàng khai hỏa, phát bắn đã chia đôi được con quái và họ nghĩ nó đã chết. Nhưng Feli dùng năng lực thì biết nó còn sống và đã chia ra làm hai với hai quả tim. Họ phải mất hai tiếng để nạp đạn nhưng trước mắt không thể cho người ra câu giờ vì không biết bên thành phố quân sự kia sẽ làm gì. Cô sau đó đã chạy ra khỏi thành phố. Tạm thời thành phố đã dừng lại và họ phải cố làm cách nào đó để tách Nina với tinh linh ra. Anh ta cho họ 2 giờ để vừa cầm chân quái vật nếu nó có hành động gì và cả tìm Nina. Nếu không làm được thì anh ta sẽ khai hỏa pháo bất chấp việc còn những ai ở ngoài thành phố. Bên nữ hoàng thì phát hiện có kẻ xâm nhập nên giao cho một kiếm thánh đi xem thử. Kiếm thánh xuống hầm thì phát hiện thanh niên quan sát kia. Anh ta đến đây để đối đầu với đám đeo mặt nạ. Cô ta mặc kệ bạn hay thù mà cứ xả đạn hết, nữ hoàng cũng đã giao cho Linden đi xử lý con quái nếu nó đến gần thành phố. Layfon lúc này đã cùng cả đội xuất quân, cậu sẽ đi lo con quái còn mọi người đi tìm Nina. Hội trưởng khá lo lắng vì vài phút trước Feli nói cô cũng sẽ tham gia và cô còn chống đối lại anh đồng thời muốn anh cứ khai hỏa nếu cô và cả đội không về kịp. Lilin lúc này nghe tin Layfon đang hướng đến chỗ con quái thì đã định chạy đi giao cho cậu thanh kiếm, nhưng không ai có thể đưa cô đến đó nên cô nhớ ra lúc có thể. Những kiếm thanh khác cũng đã xuống dưới kia để ngăn đám mặt nạ kia lại. Còn Sava đã về gặp nữ hoàng để lấy kiếm thánh, và anh ta để ý thấy kiếm của Layfon vẫn còn đây và nữ hoàng vẫn giữ nó để cho mình cậu. Layfon đã gặp lại Nina, cô đang đi về phía hai con quái nên cậu đến cản, cô quay lại rút vũ khí và tung nội lực thổi bay cậu. Cô tiếp tục lao đến thì bị cậu gạt ngã và lấy đi mặt nạ. Cậu cũng đội mũ bảo hiểm vào cho cô và những người khác cũng sẽ đến sớm. Layfon đã đưa Nina ra khỏi chỗ con quái và cô đau lòng vì bản thân quá yếu, cậu đã tâm sự với cô về việc cậu đang ái náy. Cậu đã tham gia trận đấu ngầm và khiến cha của cậu thất vọng nên cậu mới tự cấm bản thân sử dụng katana để thi triển kiếm pháp của ông xem như là sự trục tội. Nhưng cô cho rằng cậu nên chiến đấu vì bản thân hơn là chiến đấu cho người khác. Cô từng tin là ai cũng có lý do để chiến đấu cho bản thân và mong mỏi người khác hiểu được nó, nhưng cô đã lầm và rồi kéo cậu vào mớ rắc rối mà cô gây ra. Cậu muốn cô bớt tiêu cực đi là được. Cô sau đó đã ngủ một lúc và Layfon đã đưa cô về với đồng đội, còn Sava đang chờ để lấy tinh linh ra khỏi Nina. Layfon quyết định đi giúp các kiếm thánh đối phó với quái thú và cậu hứa sẽ về trước khi pháo khai hỏa, cậu đã chạy vào thì ly đã gọi lại cho cậu và cho biết họ bị tấn công bởi một người dùng kiếm thánh, còn lúc thì đã gặp được Lilin và cô nhờ lúc hãy đưa thanh kiếm này cho Layfon hoặc ít nhất là đưa cô đến gặp Layfon để cô giao tận tay, Sante không thích đưa lúc vào nguy hiểm vì người khác, nhưng lúc thì cho biết Layfon không còn dùng katana nữa, cô hiểu ra cậu đang tự trách mình nên vẫn cố xin lúc, mọi tội lỗi cô sẽ gánh hết nên ít nhất hãy đưa thanh kiếm này cho Layfon. Còn Sava lúc này đã đưa Nina đến một góc để kiểm tra xem tinh linh dê còn trong cô hay không. Anh ta đấm một cú và thấy vẫn còn nên định mạnh tay hơn chút để bẻ gãy ý chí của cô, nhưng Leifon đã tìm đến. Cậu cản Sava lại nhưng anh ta nghe việc Nina chết thì tinh linh tự ra nên đã tấn công cô. Leifon đã tung chiêu cản lại và lao đến đỡ Nina, nhưng con dê cũng đột nhiên nhảy qua Sava. Anh ta đã ham muốn sức mạnh này từ lúc nhận nhiệm vụ, và giờ anh ta có thể hoàn toàn kiểm soát được nó chứ không hề như những người khác. Những cái cột được dựng lên và nó đã lọc sạch không khí. Sava muốn thử tí sức mạnh nên đã xem Layfon như mục tiêu. Anh ta lao đến cậu và thể hiện tí sức mạnh, cả hai đều không muốn đánh. Nhưng Sava không đánh với cậu vì cậu thiếu đi thánh kiếm thì quá yếu, lúc và Lilin thì đang đến chỗ Layfon để giao kiếm. Sante không thích lúc phải bỏ công vì Layfon nhưng anh ta làm là vì Layfon là người bảo vệ được thành phố lúc này và anh ta xem thành phố này quan trọng vì có Sante. Nhỏ nghe vậy thì khoái, Feli đã liên lạc đến lúc và chỉ anh ta chỗ của Layfon, cậu lúc này đang bị Sava chơi đùa. Anh ta muốn kết thúc cho nhanh vì đánh với cậu lúc này quá chán. Nhưng Feli đã gọi đến Layfon và bảo cậu chờ lúc Lilin đến. Cô cũng trực tiếp nói với Layfon về thanh kiếm nhưng cậu không thể nhận. Lilin và Feli đã cùng nhau thông não cho cậu để cậu vứt đi cái suy nghĩ trục tội kia đi. Sava định tung chiêu xử luôn thì thánh kiếm từ chỗ nữ hoàng đột nhiên bay về phía cậu. Nó đã chặn cho cậu một chiêu từ Sava và phản lại anh ta. Sava bị thổi bay còn Lilin cũng đã đưa Katana đến cho Layfon. Cậu đã vui vẻ chấp nhận món quá từ cha và đột nhiên thánh kiếm cùng Katana đã kết hợp lại với nhau. Hội kiếm thánh dưới kia thì đã để đám mặt nạ chạy thoát còn trên này thì Lin Ten cùng những người khác đang chật vật vì quái cứ bị chém chết thì lại sinh sản ra. Họ đã để sổng một con, nó đã lao nhanh về phía thành phố và bắt đầu tàn phá nơi đó. Lúc buộc phải đưa Nina đi nên Lilin sẽ ở lại đây một lúc. Hội trưởng gọi cho Van thì anh ta không nhắm được con quái nên hội trưởng quyết định vứt bỏ thành phố và cầu xin bên kia cho nhận người tị nạn. Anh ta sẽ cho nổ thành phố khi người dân di tản hết và phần còn lại sẽ giao cho Van. Nhưng Layfon lúc này đã cưỡi Thánh Katana về cậu hỏi Feli về điểm yếu của con quái và được Feli chỉ cho cậu đã dùng kiếm xuyên qua tia đạn của con quái và rồi nhắm thẳng đến chỗ điểm yếu của nó. cậu cho nó rơi thẳng xuống đúng góc mà Van đã chuẩn bị súng và tiêu diệt nó. các thánh kiếm khác cũng không để Layfon chiếm hết vinh quang nên cũng dồn toàn lực và đánh vào con quái bên kia. họ đã thành công tiêu diệt cả hai con. Lin Ten sau đó có gọi qua cho Layfon và bảo họ sẽ giữ thánh kiếm và đưa Lilin về. Sava thì đã biến mất nhưng chắc chắn sẽ sớm trở lại. Lin Ten sau đó có hỏi lý do nữ hoàng quan tâm đến Lilin thì cô xem Lilin như con gái. Cô muốn Lilin sống bình thường nhưng cô lại chọn con đường riêng như Layfon, và Lilin rất quan trọng vì chìa khóa để đánh bại quái thú nằm trong mắt cô. Layfon quyết định sẽ tiếp tục sống ở thành phố này để bảo vệ bạn bè cậu khỏi lũ quái thú và cuộc chiến dài ngoài kia, và rồi một ngày nào đó cậu sẽ gặp lại Lilin, phim đến đây cũng là kết thúc.